hôm nay chúng tôi tổ chức buổi trực tuyến về viêm gan B và gánh nặng và biến chứng của nó. Trong thời gian vừa qua, chúng ta biết rằng Việt Nam đã trải qua những thời điểm rất quyết liệt để chúng ta phòng chống Covid, và đến bây giờ thì đã hơn 3 tháng chúng ta không có ca nào lây nhiễm trong cộng đồng, và mọi hoạt động của ngành y tế cũng vẫn phải quay trở lại với một cái ngưỡng mà chính phủ nói là chúng ta trở lại với thời điểm gọi là thời khắc bình thường mới. Bình thường mới hay là trước khi mà có Covid thì viêm gan virus vẫn là một vấn đề rất quan trọng liên quan đến y tế công cộng, liên quan đến nhiều người. Và cho đến nay thì trên toàn thế giới vẫn có hơn 2 tỷ người bị nhiễm, và trong đó khoảng hơn 780.000 triệu người cần phải điều trị. Ở Việt Nam của chúng ta, theo cái báo cáo ước tính và dự báo của Bộ Y tế kết hợp với Tổ chức Y tế Thế giới và Hội Truyền nhiễm Việt Nam, thì chúng tôi ước tính rằng hiện nay chúng ta có khoảng gần 8 triệu người bị viêm gan virus B. Tuy nhiên, số lượng rất lớn nhưng khả năng tiếp cận vào chương trình xét nghiệm và điều trị còn rất hạn chế. Chúng ta chưa đạt được 10% số tham gia đăng ký vào điều trị, và trong số điều trị đó thì có rất nhiều những lý do mà nhiều người không được điều trị một cách bài bản theo đúng cái lộ trình và theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế đặt ra. Năm 2019, sau khi revise lại tất cả những phác đồ hướng dẫn về chẩn đoán và điều trị viêm gan virus B của Apazon, thì Bộ Y tế Việt Nam cũng đã ban hành một cái hướng dẫn cập nhật về chẩn đoán và điều trị viêm gan B. Và trên nền tảng đó thì các thầy thuốc lâm sàng của cả nước đã có những hướng dẫn rất cập nhật để chúng ta có thể sử dụng được những thuốc mới, những cái xét nghiệm mới để giúp cho cái việc theo dõi, chẩn đoán và điều trị một cách có hiệu quả hơn đối với những bệnh nhân bị viêm gan virus B. Chúng ta biết rằng gánh nặng rất lớn của viêm gan virus B chủ yếu, thứ nhất là trong cộng đồng, cái việc lây truyền còn khá cao, đặc biệt là lây truyền ở Việt Nam từ phụ nữ mang thai bị nhiễm viêm gan B lây truyền sang cho con. Và vấn đề thứ hai là chương trình tiêm chủng mở rộng của chúng ta mặc dù đạt được những hiệu quả rất đáng khích lệ, nhưng sau cái vụ tai biến ở Quảng Trị thì nhiều người đã quay ngược trở lại với lại cái chương trình tiêm chủng, cho nên là gì, nhiều cháu chưa được tiêm chủng vaccine, và đây cũng là cái mầm để chúng ta biết rằng sau này không có miễn dịch với lại viêm gan B thì cái số người bị nhiễm ở Việt Nam vẫn tiếp tục tăng. Thứ ba là tất cả những người mà có cái tình trạng viêm gan B mãn tính hiện nay ấy thì không được tiếp cận điều chẩn đoán và điều trị, bởi vì viêm gan B mãn tính không có triệu chứng rõ ràng đấy, và chỉ nhân một cái dịp nào đó bệnh nhân đi khám sức khỏe hoặc là bị một cái bệnh nào đó rồi các thầy thuốc nghi ngờ mới cho đi xét nghiệm, và lúc đó chúng ta mới phát hiện được. Và rất nhiều các trường hợp đến bệnh viện và nhiệt đới trung ương hoặc đến các khoa truyền nhiễm khi mà đã ở giai đoạn sơ gan, mặc dù còn bù hay mất bù nhưng mà cũng diễn biến rất phức tạp và việc điều trị rất khó khăn. Hiện nay thì chúng ta đã có được khá nhiều thuốc, trong đó thì phác đồ Bộ Y tế cũng đưa ra những thuốc căn bản mà chúng ta đang sử dụng rất có hiệu quả Việt Nam, như là TDF, TAF, rồi Anticavir, vân vân. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với chuyên gia Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Duy Cường cùng trao đổi về những thách thức, những gánh nặng mà chúng ta sẽ phải tiếp cận để mà chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân một cách tốt hơn. Và sau đây tôi rất hân hạnh được giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, sẽ trình bày và trao đổi cùng với đại khách các chị về vấn đề này. Vâng, xin cảm ơn lời phát biểu giới thiệu của Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, nguyên Giám đốc Bệnh viện nhiệt đới Trung ương. Xin kính chào tất cả các quý vị đồng nghiệp. Tôi xin được bắt đầu bài trình bày về virus viêm gan B, những gánh nặng, biến chứng cũng như cập nhật một số các cái thông tin về điều trị, đặc biệt là theo cái hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm gan B mới của Bộ Y tế mới ban hành. Nội dung thì sẽ có 3 phần: tình hình nhiễm virus viêm gan B trên thế giới, Việt Nam, thách thức gánh nặng biến chứng của viêm gan B, cũng như là cập nhật một số điều trị viêm gan B theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Như quý vị đã biết là viêm gan B thì đang trở thành một mối quan tâm toàn cầu với cái tỷ lệ nhiễm viêm gan B rất là cao. Theo những cái con số liệu đã đưa ra ở đây thì chúng ta thấy là tỷ lệ nhiễm cao, gọi là cao ở trong cộng đồng dân cư, tức là dân số là trên 8% thì sẽ gọi là cao. Và thể hiện cái hình màu đỏ trên
bản đồ đây thì các nước ví dụ như là ở khu vực châu Phi cũng như khu vực Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương cái tỷ lệ nhiễm cao trên 8%. Và trên thế giới hiện nay có khoảng 250 triệu người mang virus viêm gan B và có khoảng 700.000 người tử vong do ung thư gan mà có liên quan đến virus viêm gan B. Ở đây là những cái tỷ lệ tùy theo cái nhóm tuổi, ví dụ 19 đến 49 tuổi chúng ta thấy là tỷ lệ ở đây Việt Nam cũng nằm trong khu vực Đông Nam Á và tỷ lệ khoảng 5 đến 7%, nhưng có một số nghiên cứu thì nói rằng là tỷ lệ trên một số nhóm đặc biệt thì có thể trên 10%. Đấy là một cái tỷ lệ rất là cao. Và trong những số mà người bị nhiễm viêm gan B ở trên thế giới 325 triệu người thì có 115 triệu người là ở khu vực Tây Thái Bình Dương. Cái khu vực chúng ta đang sinh sống và chiếm rất cao, chiếm tới khoảng 45% trong tổng số các ca viêm gan B trên toàn thế giới. Về hậu quả của nhiễm viêm gan B cũng như nhiễm viêm gan C thì chúng ta biết là sau một thời gian khoảng 20 đến 30 năm thì cũng sẽ dẫn đến cái việc là viêm gan B mạn, dẫn xơ gan hoặc ung thư gan. Ở tại Việt Nam thì các nghiên cứu chỉ ra ở Việt Nam như chúng ta ước tính là chúng ta có 100 triệu dân và 8% dân số bị nhiễm thì chúng ta sẽ có 8 triệu người bị nhiễm viêm gan B. Và theo thời gian thì từ nay đến năm 2030 thì sau khoảng 10 năm nữa thì cái tỷ lệ này nhờ có các chương trình tiêm chủng và các can thiệp thì có thể là sẽ tỷ lệ nhiễm viêm gan B có thể giảm xuống khoảng 7 triệu người. Thế tuy nhiên thì cái số mà người mắc tử vong do bệnh gan cũng sẽ tăng lên. Đấy, sau 10 năm nữa khoảng độ 45 đến 50 ngàn người. Ngoài ra thì những cái bệnh viêm gan B mà dẫn đến xơ gan mất bù thì cũng tăng lên, và cũng như là các cái tỷ lệ ung thư gan do liên quan đến viêm gan B cũng sẽ tăng lên. Như vậy điều chúng ta thấy là có vẻ như nghịch lý là cái số lượng người nhiễm viêm gan B giảm đi, nhưng mà cái hậu quả để lại, số người nhiễm tử vong do viêm gan B rồi vấn đề xơ gan cũng như ung thư gan do hậu quả viêm gan B thì trong vòng 10 năm tới chúng ta sẽ phải đối mặt với cái số lượng nó cũng sẽ tăng lên. Và từ một cái nghiên cứu của Bệnh viện Chợ Giấy năm 2018 thì trên tổng số 24.000 bệnh nhân viêm ung thư gan thì có xét nghiệm 21.500 người xét nghiệm viêm gan B, viêm gan C, thì chúng ta thấy là ở đây năm 2016 là cái tỷ lệ người ung thư gan do nhiễm viêm gan B chiếm tới 60%, nhiễm viêm gan C là do 25% và cả B cả C là 12%, không nhiễm là B và C là 12% và đồng nhiễm cả B cả C là 2,5%. Như vậy để thấy rằng là đến 9/10, tức là 90% các cái bệnh nhân ung thư gan là có liên quan đến viêm gan, không B thì C hoặc cả hai, trong đó viêm gan B thì chiếm tới 60%. Đây là một những cái gánh nặng rất lớn. Cũng như các cái nghiên cứu của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới năm 2017 thống kê ở Việt Nam hiện nay là có khoảng nhiễm mạn tính là viêm gan B là có khoảng 7,8 triệu người và xơ gan mất bù 90 ngàn người, cũng như là viêm gan ung thư gan khoảng 70 ngàn người và tử vong do bệnh gan hàng năm là 3 ngàn người. Đấy là do chỉ riêng viêm gan B. Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã đưa ra nhiều các thông điệp để đưa ra và làm thế nào để phát hiện sớm cũng như là điều trị sớm người bị nhiễm viêm gan. Ở đây chúng ta thấy là cái hình ảnh là viêm gan B thì cũng lây như là HIV hoặc viêm gan C, tức là lây qua đường truyền máu, quan hệ tình dục không an toàn, mẹ truyền cho con và tiêm trích ma túy. Tuy nhiên thì đến 95% số người bị viêm gan là không biết tình trạng viêm gan của mình. Điều đó là chúng ta phải thấy cái điều nguyên nhân là do cái sự thiếu hiểu biết và của cộng đồng, cũng như là cái việc mà tiếp cận với các cái xét nghiệm sàng lọc còn hạn chế. Chính vì vậy mà cái số lượng người bị nhiễm viêm gan B là không phát hiện ra vẫn còn rất là lớn. Ngày 28 tháng 7 hàng năm là ngày mà Tổ chức Y tế Thế giới chọn là ngày viêm gan thế giới, và từ những ngày đó đưa ra những cái thông điệp để chúng ta hiểu biết. Muốn biết hiểu biết về viêm gan thì chúng ta phải hành động ngay từ bây giờ. Nếu trong số 400 triệu người cả nhiễm viêm gan B và viêm gan C thì chúng ta thấy là đến 6 đến 10 triệu người là chúng ta thấy là mỗi nhiễm virus viêm gan hàng năm. Cứ 6 đến 10 triệu người nhiễm hàng năm mới này thì phải có được xét nghiệm là nhờ có xét nghiệm sàng lọc. Thì Tổ chức Y tế Thế giới cũng đang có các cái chiến lược toàn cầu để loại trừ viêm gan virus vào năm 2030. Từng quốc gia, từng các khu vực
để đưa ra những các cái chương trình hành động cụ thể. Việt Nam cũng là quốc gia được hưởng ứng với cái chiến lược này, và ở đây khu vực châu Á Thái Bình Dương, Tây Thái Bình Dương thì đưa ra các cái chỉ tiêu để loại trừ viêm gan đến năm 2030. Ngoài cái việc mà chúng ta phát hiện sớm, điều trị sớm và điều trị khỏi, và cái việc quan trọng đó là giảm cái tỷ lệ mắc mới cũng như là tiêm vaccine, và đặc biệt là bao phủ dịch vụ của vaccine. Chúng ta thấy là trong từ nay năm hiện nay là 2020 và trong vòng 10 năm tới thì cái khu vực này chúng ta sẽ phải thấy giảm được cái tỷ lệ mắc tới 90%. Ví dụ như tỷ lệ viêm gan B ở trẻ em thì chỉ còn trước hiện nay là 1%, nhưng mà trong vòng 10 năm tới phải phấn đấu là chỉ còn 0,1% nhiễm HBsAg, cũng như là giảm tỷ lệ tử vong tới 65%, rồi tỷ lệ bao phủ tiêm 3 liều vaccine đến 90%, hoặc là tiêm vaccine sơ sinh trong vòng 24 giờ là 90%, 100% các đơn vị máu được sàng lọc, và mỗi một người nghiện trích ma túy có 300 bộ kim tiêm, cũng như là 90% được chẩn đoán. Chúng ta thấy là cái số lượng người viêm gan được chẩn đoán đến đạt được 90% thì là một cái kỳ vọng rất lớn so với cái số mà được chẩn đoán hiện nay rất thấp. Và cái số được điều trị cũng vậy, hiện nay là khoảng 50%, 5 triệu người viêm gan B được điều trị, nhưng trong vòng 10 năm tới 2030 thì phải 80% những người viêm gan B đủ tiêu chuẩn được tiếp cận điều trị. Cái việc mà giảm tỷ lệ nhiễm viêm gan B mạn tính như giáo sư Kính vừa nói đó, tức là vẫn ở chủ yếu là chúng ta lây viêm gan B lây truyền từ mẹ sang con. Thế thì đặc biệt là những cái trẻ ở tiêm sau sinh được tiêm vaccine thì là đóng vai trò rất quan trọng. Chúng ta nhìn thấy trên biểu đồ này, cái hình màu xanh là những cái người mà được tiêm 3 mũi vaccine viêm gan B. Thế được thực hiện từ những năm 1999, cái tỷ lệ tăng rất cao, cái tỷ lệ bao phủ tăng rất cao. Thế tuy nhiên và sau đó thì đưa ra một cái chiến lược, tức là phải tiêm vaccine viêm gan B ngay cái liều ngay sau khi sinh trong vòng 24 tiếng. Thì chúng ta thấy là cái đường màu vàng đây và cái tỷ lệ từ 2003 tăng cao, và kết hợp cái việc mà tiêm 3 mũi vaccine cho bất kỳ lứa tuổi nào cũng như là tiêm vaccine sơ sinh viêm gan B thì cái tỷ lệ mà nhiễm viêm gan mạn tính giảm rất nhanh. Chúng ta thấy giảm rất nhanh, dưới 10% như hiện nay. Như thấy nhận thức được cái việc này thì cần phải có vai trò rất lớn của cái vấn đề chương trình tiêm chủng, đặc biệt tiêm vaccine viêm gan B sơ sinh. Tiếp cận dịch vụ điều trị viêm gan B thì hiện nay chúng ta thấy là trong số 115 triệu người ở khu vực Tây Thái Bình Dương bị nhiễm viêm gan B, nhưng mà chỉ có khoảng 20 triệu người, tức là chiếm 17% được chẩn đoán. Và trong những cái số mà đó thì chỉ có 20% trong số được chẩn đoán được điều trị, và chỉ có 3 trong 4 triệu người, tức là 75% là có cái tải lượng virus dưới ngưỡng phát hiện. Chính vì vậy mà làm thế nào để đạt được cái mục tiêu mà số người được tiếp cận dịch vụ viêm gan chẩn đoán cũng như điều trị ngày càng tăng là một cái nhiệm vụ rất quan trọng của từng quốc gia. Về vấn đề điều trị thì sự sẵn có thuốc điều trị viêm gan B tại Việt Nam, theo một cái khảo sát của Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh, khảo sát trên 72 bệnh viện thì chúng ta thấy là các cái thuốc về như thuốc tenofovir hay là TDF, TAF hoặc là entecavir thì cái tỷ lệ khá thấp với các cái thuốc ở tại có mặt tại các khoa dược. Ví dụ như ở đây là có thuốc hàng đầu đấy, thuốc là có tỷ lệ chiếm tenofovir và entecavir là chiếm 55% và entecavir 26% tại các khoa dược. Và hiện nay TAF thì cũng là một cái thuốc mới, chỉ có khoảng 13% được đưa vào tại khoa dược, cũng như là tại các hiệu thuốc của bệnh viện thì chúng ta thấy là cũng rất là hạn chế, chỉ có các cái thuốc như là lamivudin khoảng 56%, adefovir 19%, các thuốc interferon và peginterferon hiện nay cũng chiếm tỷ lệ rất thấp, thậm chí một số nơi là các cái thuốc này cũng không còn xuất hiện nữa. Chính vì vậy các cái thuốc hiện tại mà để mà có thể sử dụng tại các khoa dược bệnh viện là tenofovir gồm có tenofovir fumarat, rosin và anafenamide, furamat, TAF là cái thuốc mà cũng có thể được lựa chọn hiện nay. Về cái tiếp cận dịch vụ chẩn đoán điều trị viêm gan B thì chúng ta thấy là tại ở Việt Nam thì chúng ta nhận thấy là số ước tính chúng ta có khoảng 8 triệu người bị viêm gan B
nhưng mà số được chẩn đoán chỉ có khoảng 3,3% và chứng tỏ là rất là thấp. Như chúng ta thấy trong khu vực thì khoảng 20%, nhưng ở Việt Nam chúng ta khoảng 3,3%. Làm thế nào để đưa được con số người được nhiễm HIV được chẩn đoán ngày càng cao, càng tăng lên, và cũng như là cái số được điều trị hiện nay những trên những người mà được chẩn đoán thì có chiếm khoảng 35% thôi. Về các quốc gia trên thế giới thì đều phải đưa ra những cái kế hoạch hành động quốc gia phòng chống viêm gan virus. Ở Việt Nam thì đã có những kế hoạch hành động phòng quốc gia phòng chống viêm virus 2015 đến 2019 và kế hoạch hành động quốc gia viêm virus từ 2020 đến 2025. Và các cái hướng dẫn kỹ thuật được đưa ra về các cái hướng dẫn chẩn đoán điều trị viêm gan B, rồi các cái hướng dẫn chẩn đoán các cái virus kể cả viêm gan C và viêm gan, hướng dẫn xét nghiệm và giám sát viêm gan virus ở Việt Nam cũng đang được triển khai đồng bộ. Về các cái xét nghiệm và xét nghiệm cũng như là thuốc thì chúng ta đẩy nhanh cái việc mà đăng ký thuốc như thuốc TDF, ETV và TAF là các thuốc mà hàng đầu được lựa chọn hiện nay, cũng như là nâng cao cái năng lực tập huấn cho các bác sĩ tuyến tỉnh và tuyến huyện về chẩn đoán điều trị viêm gan C và thuốc và xét nghiệm tài lượng virus được bảo hiểm chi trả ít nhất là 80%. Về hướng dẫn mới của trên thế giới hiện nay có đưa ra một số các cái định nghĩa cũng như thuật ngữ mới. Trước đây chúng ta cho rằng là viêm gan virus B có diễn biến qua 4 giai đoạn: giai đoạn dung nạp, giai đoạn tái hoạt, giai đoạn kiểm soát miễn dịch và giai đoạn thải trừ miễn dịch. Thì hiện nay là chúng ta thấy dựa vào HBE dương tính và âm tính thì đưa ra 5 giai đoạn khác nhau. Đấy, thì gọi là nhiễm viêm gan B mạn và viêm gan B mạn có HBeAg dương tính, cũng như nhiễm viêm gan B mạn và nhiễm viêm gan B mạn và viêm gan B mạn có HBeAg âm tính, và một cái pha thứ 5 là nhiễm HBV phục hồi. Thế thì cũng dựa trên những cái 4 cái giai đoạn như trước đây, chúng ta có cái thêm giai đoạn thứ 5 này, tức là giai đoạn mà có HBsAg âm tính cũng như HBeAg cũng âm tính, tài lượng không phát hiện, men gan bình thường, không có bệnh lý gan và có xuất hiện được anti HBC, tức là một cái trường hợp đã nhiễm và coi như là khỏi viêm gan B. Đấy, thì thuật ngữ cũ là giai đoạn dung nạp miễn dịch, hoạt hóa miễn dịch, người mang không hoạt động, hoặc là viêm gan B mạn HBe âm tính. Và dựa trên những cái này thì để chúng ta có cái phương hướng cũng như là cái quyết định một bệnh nhân như thế nào chúng ta tiến hành điều trị. Dựa vào HBeAg dương tính và âm tính, cũng như là xuất hiện của anti HBe không, cũng như là sự biến thiên của tải lượng virus, men gan ALT cũng như HBsAg, thì đây là những cái thuật ngữ pha 1, pha 2, pha 3, pha 4 như trước đây, thì chúng ta thuật ngữ mới là có thêm 5, gọi là thêm một giai đoạn nữa là 5 giai đoạn của nhiễm viêm gan B. Về chẩn đoán viêm gan B cấp và mạn thì chúng ta phải lấy cái mốc thời gian đó là 6 tháng. Nhiễm viêm gan B cấp thì khi mà có thời gian dưới 6 tháng, phát hiện dưới 6 tháng và có xuất hiện được IgM anti HBC dương tính, và lúc đó HBsAg dương tính hoặc âm tính, dương tính thì thường gặp hoặc là âm tính trong giai đoạn cửa sổ. Còn viêm gan B mạn thì dựa vào thời gian là có bằng chứng HBsAg dương tính trên 6 tháng và có HBV DNA là dương trên 6 tháng, hoặc là có HBsAg dương tính và anti HBC IgM âm tính. Về điều trị viêm gan B cấp thì chúng ta biết là khi đã được chẩn đoán là viêm gan B cấp thì phần lớn là tới 95% những người lớn viêm gan B cấp sẽ hồi phục tự nhiên và không cần điều trị thuốc, và chỉ điều trị là trong một số trường hợp có chỉ định mà chủ yếu là điều trị hỗ trợ. Thì điều trị trong trường hợp nào viêm gan B thể tối cấp và chúng ta sẽ có thể dùng cái entecavir bao gồm TDF hoặc TF cho đến khi mất HBeAg trong các trường hợp mà viêm gan B thể tối cấp, cũng như là kèm theo ít nhất hai tiêu chí như có bệnh não gan, bilirubin trong huyết thanh tăng và INR trên 1,5, hoặc là bệnh kéo dài trên 4 tuần với cái bilirubin xu hướng tăng. Các cái HBeAg anti HBs tại thời điểm tuần thứ 12 và 24, tức là sau 3 và 6 tháng. Viêm gan B cấp hồi phục nếu mất HBeAg sau 6 tháng thì tư vấn tiêm phòng nếu anti HBs dưới 10 đơn vị trên lít, tức là không có kháng thể
bảo vệ. Còn nếu mà HBsAg dương tính sau 6 tháng thì bệnh đã chuyển sang giai đoạn mãn tính rồi. Thì ở đây chúng tôi muốn là cập nhật cũng như là xem xét lại một số những cái vấn đề điều trị viêm gan B mạn hiện nay. Tại sao viêm gan B mạn phải điều trị hay là mục đích điều trị là gì? Thì thứ nhất là điều trị viêm gan B mạn để ức chế sự lâu dài sao chép của HBV cũng như cải thiện chất lượng cuộc sống, ngăn ngừa diễn tiến tới xơ gan, ung thư biểu mô tế bào gan và dự phòng lây truyền HBV cho cộng đồng. Trong đó có một cái dự phòng rất quan trọng là lây truyền từ mẹ sang con, và điều trị là để dự phòng đợt bùng phát của viêm gan virus B. Viêm gan virus B như chúng ta đã biết là lây và điều trị rất là khó khăn và cũng mang nhiều các cái ảnh hưởng về mặt kinh tế xã hội, cho nên là cái việc cân nhắc cái việc điều trị viêm gan B là dựa trên từng cá thể. Nếu như bệnh nhân viêm gan B được chẩn đoán là xơ gan thì sẽ phải điều trị, hoặc là người bệnh không xơ gan nhưng có tổn thương tế bào gan và virus tăng nhân lên, người bệnh có nguy cơ cao tiến triển đến xơ gan, ung thư gan hoặc suy gan cũng phải điều trị, và đặc biệt là để điều trị dự phòng. Khi mà trong những trường hợp mà xơ gan thì còn bù và mất bù thì điều trị khi HBV DNA dương tính bất kể nồng độ men gan và tình trạng HBE ra sao, tức là đã xơ gan được chẩn đoán thì phải điều trị. Thứ hai là chẩn đoán xơ gan thì chúng ta dựa vào lâm sàng và đặc biệt là làm các cái xét nghiệm để chẩn đoán mức độ xơ hóa gan. Có fibroscan có thể là tính giai đoạn 4 trên bằng 11 kPa, hoặc là chỉ số APRI, tức là chỉ số AST trên tiểu cầu trên 2. Người bệnh không xơ gan nhưng có tổn thương tế bào gan và tăng sinh mạnh, ví dụ như là có men gan AST ALT phải tăng trên 2 lần so với bình thường, cũng như là xơ hóa, mức độ xơ hóa gan ở F2 trở lên, hoặc là có chỉ số APRI là trên 0,5 thì chúng ta sẽ điều trị. Nếu virus đang nhân lên với có bằng chứng là virus, tải lượng virus trên 20.000 đơn vị và tương ứng với trên 10 mũ 5 bản sao trên 1 ml huyết tương, và trên trường hợp HBE dương tính, hoặc là nếu mà HBE âm tính thì cái tải lượng HBV DNA phải trên 2.000 đơn vị. Người bệnh có nguy cơ cao tiến triển đến xơ gan, ung thư gan hoặc suy gan thì chỉ định khi điều trị có một trong số các cái tiêu chuẩn sau: trên 30 tuổi nếu mà có men gan ALT cao hơn mức bình thường, tức là men gan dai dẳng ít nhất 3 lần trong khoảng từ 6 tháng đến 1 năm, hoặc là HBV DNA trên 20.000 đơn vị bất kể tình trạng HBE ra sao, hoặc là người mà viêm gan B nhưng trong gia đình có tiền sử một người nào đó bị ung thư gan hoặc xơ gan. Ngoài ra cũng chỉ định điều trị viêm gan B mạn ở những người có nguy cơ cao tiến triển xơ gan, ví dụ như các bệnh lý ngoài gan như viêm cầu thận, viêm đa khớp, bệnh cryoglobulin trong máu, bệnh viêm đa nút động mạch, hoặc là tái phát sau khi ngừng điều trị thuốc kháng virus viêm gan B. Những người bệnh cần điều trị dự phòng như thế nào? Điều trị dự phòng thứ nhất là dự phòng viêm gan B tái hoạt, ví dụ như người bệnh dùng thuốc ức chế miễn dịch, dùng thuốc hóa trị liệu hoặc ghép tạng. Hiện nay là một rất nhiều các bệnh nhân mắc ung thư nhưng mà trên nền có bị nhiễm virus gan B là phải được điều trị thuốc dự phòng bùng phát viêm gan B, hoặc là dự phòng khi mà có HBsAg dương tính hoặc anti HBC dương tính. Ngoài ra một việc cũng quan trọng nữa là điều trị dự phòng lây truyền mẹ sang con. Với trường hợp mà phụ nữ có thai mà có tải lượng virus HBV DNA trên 200.000 đơn vị, tức là trên 10 mũ 6 bản sao, hoặc là định lượng HBsAg trên 10 mũ 4 thì chúng ta cũng phải điều trị dự phòng lây truyền mẹ con, và dự phòng này thì trong thời gian có hạn thôi. Thì Bộ Y tế Việt Nam cũng đã trong những năm vừa qua đã có rất nhiều những cái hướng dẫn chỉnh sửa từ năm 2014 và gần đây nhất là cuối năm 2019, đó là quyết định số 3310 ngày 27 tháng 9 của Bộ Y tế đã hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh viêm gan virus B, cập nhật trên các cái hội nghị của Hiệp hội Gan Mật của Mỹ năm 2018, Hiệp hội Gan Mật châu Âu năm 2017, và trước đó nữa khu vực 2016 là của Hiệp hội Gan Mật châu Á-Thái Bình Dương. Thì tất cả đều đi theo thống nhất là các cái thuốc hiện nay điều trị thì chúng ta vẫn thấy là các thuốc chủ đạo là hiện điều trị thuốc gọi là glucocorticoid, là chúng ta dùng tenofovir và diprosin fumarat hay gọi là TDF, hoặc là tenofovir anafenamide fumarat thì là gọi là TAF, thì và các cái thuốc như là entecferon, entecavir là thuốc viên, còn entecferon hoặc là peg entecferon alpha 2A
cũng như interferon alpha 2b cho trẻ em thì cũng được khuyến cáo. Tuy nhiên thì các cái thuốc như gần đây chúng ta thấy là nabivudine cũng như adefovir là cái thuốc mà cũng không được khuyến cáo để sử dụng điều trị viêm gan B kể cả đối với trẻ em. Chính vì vậy mà đây là cái quyết định và là 3310 ngày 29 tháng 7 năm 2019 để đưa ra thay thế cho hướng dẫn năm 2014, và trong đó cũng rất nhiều những cái tiêu chí về thay đổi về tiêu chuẩn cũng như thuốc điều trị, thời gian điều trị, theo dõi điều trị và một số những cái trường hợp cơ địa đặc biệt. Thế thì chúng ta cũng ghi nhớ ở cái bảng này, đây là quyết định của Bộ Y tế đưa ra những cái thuốc hiện nay để điều trị viêm gan B. Thì TDF thì chúng ta thấy là cái liều là tenofovir disoproxil fumarat ấy là 300mg một ngày. Thế nhưng tuy nhiên thì cái thuốc này nếu điều trị thì phải điều chỉnh với những người có suy thận. Thế và tính phải điều chỉnh ở trên những ở trẻ em, nhưng mà trẻ em phải trên 12 tuổi mới được điều trị. Còn entecavir thì chúng ta thấy là cũng thuốc này cũng đã là một cái thuốc cũng đã có từ khá lâu và có thể dùng nếu như mà có trường hợp mà sử dụng trước đó với lamivudine hoặc sơ gan mất bù thì được ưa dùng. Và nhưng tuy nhiên thì entecavir cũng phải điều chỉnh đối với những người có suy thận. Gần đây ra thuốc mới là tenofovir alafenamide với cái liều là 25mg một ngày thì không cần phải giảm liều đối với các trường suy thận. Interferon thì dùng PEG interferon alpha 2A cũng như interferon alpha 2B dành cho trẻ em. Tuy nhiên cái chỉ định thì hiện nay cũng khá là hạn chế, và trên thị trường ở Việt Nam thì cái thuốc interferon alpha 2A hiện nay cũng như 2B thì đều thấy rất ít có trên thị trường. Việc ở đây là nếu mà bắt đầu bằng thuốc gì thì chúng ta thấy là các thuốc đầu tay hay là first line hiện nay là chúng ta có là entecavir hoặc là TAF hoặc TDF hoặc PEG interferon. Thì các cái thuốc này là đều có một đặc điểm chung là cái hiệu lực diệt virus là cao và ít kháng thuốc, bởi vì có hàng rào kháng thuốc rất là cao. Và tuy nhiên thì các cái thuốc như gần đây chúng ta thấy là sẽ không dùng nữa, adefovir, lamivudine và tenofovir cũng không dùng, không được khuyến cáo dùng bởi vì là dễ gây đến kháng thuốc. Thế thì ở đây với cái liều là entecavir là 0,5mg một ngày cũng như là TAF 25mg một ngày hoặc là TDF 300mg một ngày thì cả ba thuốc này đều được lựa chọn với cái hiệu lực diệt virus rất là cao và ít có kháng thuốc. Và trong những trường hợp này thì chúng ta đều phải lưu ý là có thể theo dõi, đều phải xét nghiệm HIV trước khi điều trị cho bệnh nhân viêm gan B. Và bởi vì những các cái thuốc này có khả năng tác dụng trên trên bệnh nhân HIV và như thế có thể dẫn đến cái hiện tượng là kháng thuốc của HIV, cho nên là vẫn phải lưu ý là xét nghiệm HIV cũng như là làm xét nghiệm acid lactic vì có một số là có tác dụng phụ gây toan lactic. Về TAF phải xét nghiệm thêm creatinine, phosphor, glucose và protein niệu. Với tenofovir thì chúng ta TDF phải xét nghiệm mức lọc cầu thận trước khi điều trị và theo dõi chức năng thận cũng như là độ loãng xương, thì thuốc này có thể ảnh hưởng đến thận và xương. Thế thì ở đây chúng ta đưa ra các cái sự lựa chọn và tính liều so sánh giữa entecavir, TAF và TDF. Thế thì nếu như mà kháng lamivudine thì dùng entecavir chúng ta tăng liều, còn đối với TAF thì chúng ta không tăng liều vì nó có tỏ ra vẫn còn có hiệu quả. Đối với phụ nữ có thai thì chúng ta thấy là chỉ có tenofovir là ở category, tức là phân loại đối với thai kỳ đấy là B thôi. Còn TAF thì hiện nay chưa có dữ liệu và entecavir thì là C. Nếu như vậy thì chúng ta sẽ thấy là TDF thì có ít có khả năng độc tính với thai hơn. Thế TAF thì hiện nay cái tính an toàn trên phụ nữ có thai thì vẫn chưa được công bố, cho nên là vẫn cũng khi dùng vẫn còn rất thận trọng. Và entecavir thì là category C, tức là cái mức độ an toàn cho thai nó kém hơn, cho nên là cũng không được khuyến cáo dùng entecavir. Về bệnh thận cũng như là bệnh về xương thì rõ ràng là chúng ta thấy là ở đây nếu như mà entecavir có khả năng cũng gây đến khả năng gây đến trên thận, trên xương cũng như là TAF thì có ít, nhưng mà hiện nay là TDF thì thấy là có khả năng ảnh hưởng đến xương nhiều hơn. Và đồng nhiễm HIV thì không dùng ETV để điều trị ARV, nhưng mà TAF và TDF cả hai đều dùng được cho bệnh nhân HIV. Còn hiện nay là đối với trẻ em thì TAF và TDF phải chỉ định trên 12 tuổi, còn entecavir thì chúng ta có thể chỉ định cho trẻ thấp hơn, ở tuổi lứa tuổi nhỏ hơn là trên 2 tuổi.
Và nếu mà xơ gan mất bù rồi thì chúng ta hiện nay dùng entecavir và TDF, hiện nay là không dùng TAF. Một số các nghiên cứu gần đây, vừa một tạp chí đăng trên gọi là tạp chí gan mật của Lancet năm 2016 về so sánh cái hiệu quả của TAF với cả TDF ở trên những cái bệnh nhân mà viêm gan B mạn có HBE dương tính, thì đây là một cái thử nghiệm mà ngẫu nhiên mù đôi pha 3 và thử nghiệm không thua kém, so sánh tính thua kém giữa hai thuốc này. Thì kết luận đưa ra thấy rằng đối với những bệnh nhân mà viêm gan B mà có HBE dương tính thì cái TAF có cái tác dụng là cũng không thua kém gì so với tenofovir về mặt tác dụng về hoạt chất điều trị, và tuy nhiên thì cũng sẽ có được cái lợi ích là TAF thì có cải thiện ở trên xương và thận, tức là không có cái tác dụng phụ. Và đấy là những cái mà kết luận của cái nghiên cứu đó, cũng như là cái trong năm 2020 thì cũng đã có nghiên cứu và đã tính là sự khi mà chuyển đổi những cái bệnh nhân mà đang điều trị từ tenofovir sang TAF, tức là từ TDF sang TAF, về đánh giá về cái tỷ lệ mà còn ức chế virus viêm gan B cho những bệnh nhân điều trị viêm gan B. Đây cũng là một cái thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên mù đôi mà pha 3 ở gọi là đa trung tâm, thì ở đây cũng kết luận rằng là TAF thì có thể được thay thế để cho tenofovir ở trên những cái bệnh nhân viêm gan B mãn tính, và người ta tính đến cái tính an toàn và hiệu quả của ức chế virus. Thế thì từ những cái nghiên cứu như vậy thì đưa ra những cái khuyến cáo là các cái thuốc mà gần đây trong TAF thì cũng có thể thấy là cái giữa TDF và TAF thì TAF có những cái tính năng ưu việt hơn. Về điều trị theo dõi viêm gan B mạn thì chúng ta nếu như bệnh nhân mà chưa có chỉ định điều trị, một người mà nhiễm viêm gan B không phải là cứ nhiễm viêm gan B là chúng ta cho điều trị, mà chúng ta phải theo dõi định kỳ. Ví dụ đây là theo dõi mỗi 3 đến 6 tháng một lần là xét nghiệm lâm sàng cũng như là công thức máu men gan. Còn các cái marker về gan thì sau mỗi 6 tháng cho đến 1 năm chúng ta phải xem xét đánh giá về tỷ lệ nhiễm HBAG cũng như là đánh giá độ xơ hóa gan, và đo tài lượng virus thì cứ 6 tháng đến 1 năm một lần, và đặc biệt là phải tầm soát các cái biểu hiện về ung thư gan cứ 3 đến 6 tháng một lần. Nếu như bệnh nhân chưa đủ điều trị thì chúng ta theo dõi viêm gan B có thể dung nạp miễn dịch hay là thể hoạt động, tức là cái viêm gan HBE nếu mà dương tính trên 6 tháng, cũng như là HBE dương tính 6 tháng, HBE dương tính hoặc là tải lượng virus cao, ví dụ trên 10 mũ 6 đơn vị, hoặc là men gan và bình thường không xơ hóa và tình trạng viêm gan nhẹ trên sinh tế gan thì chúng ta vẫn không điều trị. Và nếu như mà bệnh nhân có HBsAg trên 6 tháng, HBe âm tính và có anti HBe dương tính, tải lượng virus dưới 2000 đơn vị cũng như nồng độ men gan bình thường và sinh thiết gan không có tình trạng viêm đáng kể thì chúng ta vẫn theo dõi và đếm. Nếu có nghi ngờ có độ xơ hóa gan hoặc tiểu cầu giảm thì chúng ta đếm HBVDNA. Thế thì điều trị khi nào? Nếu mà bệnh nhân đang điều trị thuốc kháng virus thì sau tháng điều trị đầu tiên thì theo dõi các cái triệu chứng về lâm sàng, xét nghiệm creatinine huyết thanh 2 đến 4 tuần. Và khi bệnh đã ổn định thì không có triệu chứng lâm sàng và men gan bình thường và điều trị đáp ứng có đáp ứng thì tái khám mỗi 12 tuần và làm xét nghiệm men gan cũng như HBAG. Hiện nay là các cái gọi là chương trình điều trị viêm gan bảo hiểm cũng đã xem xét và để có thể chấp nhận cho những bệnh nhân mà khám tái khám 3 tháng một lần để làm các cái xét nghiệm men gan HBAG, creatinine huyết thanh và anti HBE khi đã mất HBE để xem là có khả xuất đã chuyển đảo huyết thanh hay chưa, đánh giá xơ hóa gan từ 6 tháng cho đến 1 năm. Thực hiện xét nghiệm HBVDNA ở tuần thứ 12, 24 và 48, sau đó thì cứ 6 tháng cho đến 1 năm xét nghiệm một lần. Hoặc là khi mà men gan tăng không rõ nguyên nhân để đánh giá đáp ứng điều trị và khả năng tái phát, hoặc khi mà người bệnh không tuân thủ điều trị. Chúng tôi nhận thấy trong cái vụ dịch Covid vừa rồi thì rất nhiều bệnh nhân là không có thể đi lĩnh thuốc cũng như là đi mua thuốc được. Do vậy mà cái việc mà chúng ta cũng phải làm đo tài lượng lại virus sau đợt bệnh nhân ngừng bệnh hoặc là ngừng uống thuốc hoặc là tuân thủ không tốt thì sẽ phải được đánh giá đo lại HBVDNA. Định lượng HBsAg nếu hoặc định tính nếu không làm được thì cứ mỗi 6 tháng cho đến 1 năm để đánh giá khả năng mất HBsAg khi tải lượng HBVDNA về dưới ngưỡng và HBeAg âm tính.
Cái định lượng HBsAg này cũng có giá trị rất quan trọng để đánh giá xem bệnh nhân có mất được HBsAg hay không và các xét nghiệm khác. Theo dõi sau ngừng điều trị các thuốc nucleotide thì khám định kỳ để theo dõi các triệu chứng lâm sàng mỗi 12 tuần trong ít nhất 1 năm đầu để dùng thuốc để đánh giá sự tái phát cũng như là đánh giá theo dõi sự tiến triển của men gan cứ 6 tháng cho đến 3 đến 6 tháng một lần và đo tải lượng virus thì mỗi 6 tháng cho đến 1 năm. Và đặc biệt là phải xét nghiệm sớm sàng lọc HCC mỗi 12 cho đến 24 tuần. Cái này ví dụ như các cái chỉ số sàng lọc như là siêu âm gan, đánh giá chỉ số alpha FP cũng như là chỉ số PK2. Sàng lọc sơ gan và ung thư gan thì cho tất cả người bệnh nhiễm viêm gan B mạn chưa điều trị, đang điều trị và đã ngừng điều trị thuốc kháng virus, đặc biệt ở người có sơ hóa gan F3. Chúng ta nên nhớ là trên bệnh nhân nhiễm viêm gan B thì cái diễn biến giữa sơ gan và ung thư gan là không liên quan. Nhiều khi có thể là một người nhiễm viêm gan chưa sơ gan đã cũng có thể ung thư gan hoặc ngược trở lại. Đấy, không phải tất cả nhiễm viêm gan B đều dẫn đến ung thư gan mà có thể dẫn chỉ sơ gan thôi. Cho nên là cái việc mà đánh giá sàng lọc sơ gan ung thư gan là hai bước phải làm song song. Thực hiện các cái xét nghiệm đánh giá chức năng gan, sơ hóa gan nếu cần thiết. Hiện nay ưu tiên các cái xét nghiệm phát hiện mà không xâm nhập, ví dụ như là không cần sinh thiết gan, chúng ta vẫn có thể đánh giá được cái nồng độ alpha FP cũng như là cái chỉ số alpha FP L3 hoặc là PK2 và siêu âm bụng mỗi 12 đến 24 tuần. Trước đây để đánh giá ung thư gan đều có khi phải sinh thiết gan, nhưng mà đây là những cái biện pháp này có thể cái độ nhạy rất là cao và không cần phải làm sinh thiết. Chụp CT ổ bụng có chất cản quang hay MRI bụng có chất cản quang nếu nghi ngờ u gan trên siêu âm hoặc bất thường về xét nghiệm để phát hiện sớm ung thư gan. Chúng ta biết khi đã có thay đổi về mặt chẩn đoán hình ảnh thì tức là một cái khối u có thể diễn biến rất nhanh, do vậy chúng ta cần phải phát hiện sớm bằng cái chỉ số về sinh hóa. Về điều trị thời gian bao lâu, nếu đã sơ gan thì viêm gan B thì phải điều trị suốt đời, còn nếu không có biểu hiện sơ gan thì điều trị lâu dài và xem xét ngừng trong các cái trường hợp nếu mà viêm gan B mạn có HBe dương tính thì ngừng điều trị sau khi đã thêm điều trị 12 tháng từ khi có chuyển đổi huyết thanh, tức là HBe trở về âm tính cũng như xuất hiện anti HBe và HBV DNA dưới ngưỡng phát hiện hoặc là mất được HBAG. Ngừng khi mà viêm gan B mạn với HBe âm tính thì khi HBV DNA dưới ngưỡng và mất được HBAG. Còn nếu không đo được HBV DNA thì có thể cân nhắc ngừng kháng virus khi mà mất HBe kéo dài ít nhất 12 tháng, bất kể tình trạng HBe ra sao. Hoặc là chúng ta gần đây là có một cái xét nghiệm mà cũng đã được nhiều các cơ sở y tế cũng bắt đầu triển khai, đó là định lượng gọi là HBCRAG, tức là cái kháng nguyên liên quan đến viêm gan B và nó gồm có HBeAg và có kháng nguyên liên quan kháng nguyên mà P22CR. Về thời gian điều trị, chỉ khi ngừng điều trị khi có điều kiện theo dõi trong thời gian dài để đánh giá khả năng tái hoạt viêm gan B sau khi ngừng thuốc. Còn đa số chúng ta đều phải tư vấn nếu viêm gan B là phải theo dõi điều trị kéo dài, thậm chí suốt đời, và giải thích cho tư vấn cho người bệnh nguy cơ bùng phát viêm gan B, bệnh gan mất bù và ung thư gan sau khi ngừng điều trị. Đối với bệnh nhân sơ gan mất bù thì tất cả bệnh nhân sơ gan mất bù cần điều trị ngay bằng các thuốc khi mà có hàng rào kháng thuốc cao, không phân biệt mức độ nhân lên của viêm gan B cũng như là đánh giá khả năng ghép gan. Tuy nhiên thì đối với sơ gan mất bù thì chúng ta sẽ không dùng PEG interferon và theo dõi rất chặt chẽ khả năng dung nạp của thuốc cũng như các tác dụng phụ. Một số bệnh nhân đặc biệt như đồng nhiễm viêm HIV thì tất cả bệnh nhân HIV đồng nhiễm viêm gan B cần điều trị ngay ARV bất kể số lượng tế bào CD4 bao nhiêu. Và đồng nhiễm viêm gan B với HIV thì nên được điều trị bằng phác đồ ARV dựa trên hai cái thuốc của tenofovir là TDF và TAF là thuốc xương sống. Còn đồng nhiễm cả viêm gan B và viêm gan C thì chúng ta phải điều trị viêm gan C bằng các thuốc gọi là có tác động trực tiếp. Có thể điều trị các thuốc này nguyên nhân có thể là nguyên nhân gây tái hoạt động của viêm gan B. Do đó thì bệnh nhân đủ tiêu chuẩn điều trị viêm gan B thì nên được điều trị bằng các thuốc nucleotide trước. Những bệnh nhân HBsAg dương tính điều trị thuốc DA trực tiếp viêm gan C thì nên được xem xét dự phòng đến 12 tuần sau khi ngừng các thuốc điều trị trực tiếp của viêm gan C và theo dõi chặt chẽ. Nếu bệnh nhân HBsAg âm tính và anti HBC dương tính sau điều trị các thuốc kháng trực tiếp
thì cần được theo dõi kiểm tra nồng độ HBV, DNA và tái hoạt khi mà có men tăng cao, tức là để xem xét là cái kiểm tra HBV có tái hoạt động hay không. Về viêm gan B cấp thì chúng tôi đã có vừa mới nói chỉ định rồi. Ở trẻ em thì tiến triển bệnh thường nhẹ, hầu hết trẻ không có chỉ định điều trị, do đó dùng chỉ định điều trị viêm gan B cho trẻ em thì rất thận trọng. Ở trẻ em thường có hoặc là cái tuổi lứa tuổi thanh thiếu niên ấy có đủ tiêu chuẩn điều trị thì dùng cái thuốc như chúng tôi vừa đưa ra trong khuyến cáo, đó là ETV, DTDF hoặc TAF, thậm chí cả PEG interferon. Đối với phụ nữ mang thai thì sàng lọc HBsAg trong 3 tháng đầu của thai nghén. Hiện nay vẫn rất nhiều trường hợp phụ nữ khi đẻ, khi sinh rồi bắt đầu mới thấy phát hiện ra mình bị viêm gan B, bị nhiễm virus gan B, tức là rất muộn. Do vậy khuyến cáo là các phụ nữ cần phải được sàng lọc trong 3 tháng đầu của thai nghén các virus như viêm gan B, viêm gan C và kể cả thậm chí kể cả HIV. Phụ nữ trong tuổi sinh đẻ không có sơ hóa tiến triển, có kế hoạch có thai trong tương lai gần có thể trì hoãn điều trị cho đến khi trẻ sinh ra, tức là không nhất thiết phải điều trị để đến khi trẻ sinh ra xong bắt đầu có kế hoạch cho người mẹ. Hoặc là phụ nữ mang thai có viêm gan B mạn và sơ hóa tiến triển thành sơ gan thì chúng ta cần phải điều trị thuốc TDF ngay. Nếu như phụ nữ mang thai đã điều trị thuốc nicotinoid trước đó rồi thì nếu dùng TDF thì nên tiếp tục dùng thuốc này. Còn nếu mà dùng NTV thì hoặc các cái thuốc nicotinoid khác thì nên chuyển sang điều trị TDF. Tất cả phụ nữ mang thai có HBsAg cao trên 200.000 đơn vị hoặc nồng độ HBsAg trên 10 mũ 4 thì điều trị dự phòng bằng TDF bắt đầu từ tuần thứ 24 đến tuần thứ 28 của thai kỳ và kéo dài 12 tuần sau khi sinh. Một số phụ nữ khi sau khi sinh muốn ngừng ngay vì sợ là có ảnh hưởng cho con bú, nhưng chúng tôi theo hướng dẫn cũng khuyến cáo là sẽ phải uống thuốc sau khi 3 tháng và thuốc này có thể tiết qua sữa mẹ nhưng cũng không ảnh hưởng cho đến đứa trẻ. Không có chống chỉ định cho bú ở những phụ nữ HBsAg dương tính, không điều trị hoặc là đang điều trị dự phòng bằng TDF. Do vậy TDF vẫn có thể an toàn cho cả phụ nữ có thai và cho con bú. Bệnh nhân sử dụng thuốc ức chế miễn dịch hoặc hóa chất. Cái này các cái bệnh nhân hiện nay là chúng ta thấy là tỷ lệ người bệnh nhân mắc ung thư rất nhiều và trên nền đó là có nhiễm viêm gan B. Thì phải lưu ý là tất cả bệnh nhân điều trị hóa chất hoặc thuốc giảm miễn dịch, thuốc ức chế miễn dịch như corticoid chẳng hạn, cần được xét nghiệm các dấu ấn HBV vì nếu nhiễm và sau khi dùng hóa chất thì sẽ là bùng phát và cần được sử dụng ETV, TDF hoặc TF để điều trị dự phòng. Bệnh nhân HBsAg âm tính, anti-HBC dương tính thì cần được điều trị dự phòng nếu có nguy cơ cao tái hoạt động HBV. Một số hiện nay chúng ta vẫn sàng lọc nếu chỉ làm có HBsAg âm tính thôi mà chúng ta vẫn bỏ quên cái xét nghiệm là nếu như anti-HBC dương tính thì cũng phải lưu ý là đã từng nhiễm viêm gan B rồi thì cũng cần phải điều trị dự phòng. Bệnh nhân lọc máu và ghép thận thì tất cả lọc máu ghép thận cần sàng lọc viêm gan B. Bệnh nhân lọc máu mà có HBsAg dương tính thì cần điều trị entecavir, ETV và TAF. Còn nếu như bệnh nhân ghép thận mà HBsAg dương tính thì cũng điều trị ETV, TAF dự phòng hoặc điều trị. Với những người mà ghép thận mà có HBsAg âm tính thì cần phải làm xét nghiệm anti-HBC để theo dõi nhiễm HBV trở lại sau ghép thận. Xin được nói một chút về vấn đề tỷ lệ kháng thuốc. Chúng ta biết rằng hiện nay một số thuốc thì hoặc là một số bệnh nhân rất lo lắng là mình có bị kháng thuốc hay không, hoặc là sau một thời gian điều trị thấy virus bùng phát thì chúng ta phải xem xét cái gọi là panel kháng thuốc của các cái thuốc hiện nay điều trị viêm gan. Thì chúng ta thấy là các cái phải chọn các thuốc nào mà có cái hàng rào kháng thuốc cao. Hiện nay là chúng ta thấy là ETV, TDF và TAF thì cái tỷ lệ kháng thuốc gần như bằng không. Thế do vậy mà sau 5 năm điều trị, đây là cái nghiên cứu chỉ ra, chúng ta thấy là đến 70% của lamivudin là kháng thuốc hoặc 30% adefovir. Thế phần tebivudin thì cũng có tỷ lệ kháng thuốc nhất định. Nhưng mà những cái thuốc này hiện nay không được khuyến cáo. Do vậy cái vấn đề tỷ lệ kháng thuốc gần như là rất thấp. Các cái bệnh nhân nếu như mà có tài lượng virus tăng, chúng ta phải xem xét vấn đề tuân thủ và tiếp tục có thể cho dùng lại cái thuốc cũ và chúng ta hạn chế cái việc là chuyển thuốc. Ở đây đều đưa ra một số những cái khả năng nếu như có thực sự kháng mà phải làm xét nghiệm giải trình tự gen để biết là có kháng thuốc thực sự thì lúc đó chúng ta sẽ chuyển. Nếu kháng lamivudin thì chuyển sang TDF hoặc TAF. Kháng adefovir thì cũng phải chuyển sang TDF, ETV, TDF hoặc TAF.
Và tương tự như vậy thì chúng ta cũng thấy là các cái thuốc hiện nay nếu kháng chúng ta có thể phối hợp trong các thuốc glucocorticoid với nhau thì vẫn là có thể điều trị hiệu quả được. Không khuyến khích hai cái thuốc phối hợp với nhau, vì nếu không khuyến khích hai cái thuốc mà có hàng rào di truyền kháng thuốc cao cho bệnh nhân mới điều trị, ví dụ dùng TDF kết hợp TF hoặc ETV hoặc TDF. Bệnh nhân tuân thủ điều trị các thuốc ETV hoặc TF, TAF kéo dài không ức chế sự nhân lên hoàn toàn của HBV thì có thể chuyển thuốc khác hoặc phối hợp hai loại thuốc này. Chúng tôi ở đây muốn đề cập một số những cái vấn đề mà đặt ra hiện nay đối với tương lai điều trị viêm gan B ra sao. Rất nhiều các cái hội nghị khoa học cũng như là các nghiên cứu gần đây cũng muốn làm thế nào để điều trị, đưa ra một cái phương pháp theo dõi điều trị hiệu quả cũng như là tìm ra một cái phương pháp gọi là chữa khỏi hẳn viêm gan B. Thì những cái hướng gần đây người ta đưa ra các cái dấu ấn sinh học mới, ví dụ cccDNA, thì rõ ràng cái này nó là chuỗi DNA mà nó nằm ở trong nhân tế bào, cần phải sinh thiết gan để phát hiện được. Thế do vậy mà các cái dấu ấn sinh học, ví dụ như gần đây một số các cái cơ sở y tế đã làm được cái xét nghiệm của HBCRAG, thì là một cái xét nghiệm mà đánh giá liên quan đến cái vấn đề là tiên lượng được cccDNA cũng như là tiên lượng trong quá trình điều trị cũng như tiên lượng cái khả năng ung thư gan. Và một cái xét nghiệm nữa HBV RNA là nó cũng liên quan đến cccDNA và cũng có thể tiên lượng được bùng phát nếu như ngừng các thuốc. Về tương lai điều trị viêm gan B thì có thể phát hiện ra các cái thuốc kháng virus trực tiếp mới hoặc là các thuốc điều hòa miễn dịch hoặc là phối hợp các thuốc kháng virus tấn công nhiều các cái quá trình khác nhau trong điều trị quá trình nhân lên của virus để tiến tới khỏi được. Hiện nay chúng ta thấy đây là những cái đích tác dụng khác nhau của thuốc điều trị viêm gan B, ví dụ các thuốc glucocorticoid ở đây hoặc là các cái thuốc về ức chế hòa màng cũng như là các cái thuốc và điều hòa miễn dịch. Và đây là tất cả những cái dựa trên cái cơ chế bệnh sinh của cái chu kỳ nhân lên của virus mà có nhiều các cái hướng khác nhau để điều trị, kể cả tác động vào cccDNA. Phần cuối cùng chúng tôi muốn đưa ra một số những cái hướng mà thế giới vẫn cần đặt ra hiện nay để giải quyết gọi là triệt để vấn đề nhiễm viêm gan B. Vẫn còn tranh cãi khi nào bắt đầu điều trị nucleotide ở bệnh nhân HBV mạn có HBE dương tính cũng như khi nào thì ngừng điều trị ở bệnh nhân HBE dương tính, tiêu chuẩn điều trị lại sau khi ngừng thuốc cũng như làm thế nào để giảm nhanh cái nồng độ HBSAg ở bệnh nhân điều trị lâu dài, các yếu tố tiên lượng đáp ứng bền vững trước hoặc trong quá trình điều trị bệnh nhân điều trị pegylated. Ngoài ra định nghĩa các nguy cơ của ung thư gan, ung thư tế bào gan ở bệnh nhân điều trị là gì, rồi thách thức về thời gian điều trị, tỷ lệ điều trị khỏi và các cái điểm kết thúc cũng như các cái định nghĩa để chữa khỏi được viêm gan B hoặc là các dấu ấn sinh học điều trị khỏi nhiễm gan B và khỏi bệnh lý gan. Thì đây là những cái vấn đề đặt ra mà chúng ta thấy là cũng rất nhiều những cái khó khăn mà có thể để giải quyết. Tất cả những cái này thì chúng ta mới có thể thanh toán được cái bệnh viêm gan B. Chúng tôi xin đi đến kết luận, hiện nay gánh nặng toàn cầu và biến chứng của viêm gan B là vẫn còn là rất lớn. Cái tỷ lệ người nhiễm viêm gan B hiện nay gấp 10 lần so với nhiễm viêm gan C, mà trong khi thuốc viêm gan C chúng ta đã có thuốc chữa khỏi thì viêm gan B được chữa khỏi thì cũng vẫn là một cái điều mà cho các nhà khoa học cũng rất là trăn trở. Về điều trị viêm gan B hiện nay là vẫn là kéo dài, thậm chí suốt đời, và chủ yếu dùng các thuốc glucocorticoid, thuốc uống. Và cái thuốc TAF hiện nay thì có ưu thế hơn là cái TDF vì không có tác dụng phụ trên thận và xương, và tiếp tục cần các nghiên cứu thuốc mới để có thể chữa khỏi được viêm gan B. Thì đấy là toàn bộ bài trình bày của tôi, xin cung cấp lại một số các cái kiến thức để cho các cái quý vị đồng nghiệp của chúng ta có thể nắm được rõ hơn cũng như là có thể cùng trao đổi. Nhân ngày phòng chống viêm gan B thế giới 28 tháng 7, xin chúc các cái quý vị đồng nghiệp chúng ta cũng tiếp tục chung tay chiến đấu để làm thế nào để thanh toán cũng được và chữa khỏi được viêm gan B. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn phần chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Đỗ Duy Cường. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần thảo luận. Ban tổ chức rất mong nhận được sự tham gia và đóng góp tích cực của các quý bác sĩ. Quý bác sĩ có thể đặt câu hỏi trực tiếp qua hệ thống Webex theo hướng dẫn như đang hiển thị trên màn hình. Và trong thời gian chờ đợi các câu hỏi của quý bác sĩ, chúng ta cùng xem một cái video giới thiệu về sản phẩm điều trị viêm gan B mới với hoạt chất tenofovir alafenamide 25mg với tên gọi là Tabsep, một sản phẩm mới đến từ AstraPharma.
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, hiện nay có khoảng 250 triệu người nhiễm viêm gan B mạn và mỗi năm có khoảng gần 900.000 ca tử vong do viêm gan B trên thế giới. Việt Nam nằm trong vùng dịch tễ lưu hành cao của viêm gan siêu vi B với tỷ lệ nhiễm khoảng 8% và ước tính có khoảng hơn 8 triệu người nhiễm viêm gan B mạn. Thế giới liên tục cho ra đời các thuốc điều trị viêm gan B, trong đó tenofovir alafenamide tab là thuốc điều trị viêm gan siêu vi B mới nhất được phát minh năm 2016. Tenofovir alafenamide tab có những cải tiến vượt trội hơn so với một dạng tiền chức khác của tenofovir là tenofovir disoproxil fumarat. Với thời gian bán thải dài và bền vững hơn trong huyết tương, tenofovir alafenamide tab được chứng minh giúp tối ưu việc phân bố chất lỏng tenofovir hoạt tính đến tế bào gan so với TDF, giảm đến 90% độc độ tenofovir hoạt tính trong huyết tương so với TDF, qua đó giảm phơi nhiễm tenofovir toàn thân, giảm các tác dụng bất lợi cho thận và xương. Nghiên cứu 108-110. Nghiên cứu đối chứng, ngẫu nhiên, bù đôi, đánh giá hiệu quả và an toàn của việc sử dụng tenofovir alafenamide 25mg so với TDF 300mg trên gần 1.300 bệnh nhân viêm gan B mãn tính sau 3 năm điều trị. Tenofovir alafenamide TAP đã chứng minh hiệu quả kháng virus mạnh mẽ ở trên cả hai đối tượng bệnh nhân viêm gan siêu vi B mạn với HBeAg âm tính và HBeAg dương tính trong 3 năm điều trị. Tenofovir alafenamide TAP cũng được chứng minh giúp cải thiện tỷ lệ bình thường hóa men gan ALT so với TDF trên cả hai đối tượng bệnh nhân viêm gan B mãn tính với HBeAg âm tính và HBeAg dương tính. Nghiên cứu cũng chỉ ra thuộc tính rất quan trọng của tenofovir alafenamide TAP, đó là không xuất hiện đề kháng thuốc sau 3 năm điều trị. Tenofovir alafenamide TAP được chứng minh giúp cải thiện các thông số an toàn trên thận so với TDF. Trên nhóm đối tượng bệnh nhân được chuyển đổi từ TDF sang sử dụng TAP ở tuần thứ 96, eGFR tăng theo thời gian, hay nói cách khác, đã có sự cải thiện về eGFR khi chuyển đổi từ TDF sang TAP. Tenofovir alafenamide TAP cũng được chứng minh giúp cải thiện các thông số an toàn trên xương so với TDF, đặc biệt ít ảnh hưởng đến mật độ xương ở xương cột sống và xương hông. Tương tự như những gì chúng ta đã thấy với dữ liệu an toàn về thận, sau khi chuyển đổi từ TDF 300mg sang TAP 25mg ở tuần 96, mật độ xương tăng theo thời gian, hay nói cách khác, có sự cải thiện về mật độ xương trên nhóm bệnh nhân này. Nghiên cứu 4018 chuyển đổi thuốc sử dụng từ TDF 300mg sang TAP 25mg. Nghiên cứu đối chứng, ngẫu nhiên, bù đôi, đánh giá hiệu quả và an toàn của việc chuyển đổi thuốc từ sử dụng TDF 300mg sang tenofovir alafenamide 25mg trên gần 500 bệnh nhân viêm gan B mạn sau 1 năm điều trị. Bệnh nhân chuyển đổi từ TDF sang TAP vẫn duy trì được tỷ lệ ức chế virus cao, tỷ lệ men gan ALT bình thường hóa được cải thiện hơn so với nhóm duy trì với TDF. Bệnh nhân chuyển đổi từ TDF 300mg sang TAP 25mg giúp cải thiện chức năng thận. Sau 48 tuần điều trị, nhóm bệnh nhân chuyển đổi sang TAP có sự thay đổi trung bình eGFR là tăng 0,9 ml mỗi phút, trong khi ở nhóm tiếp tục duy trì với TDF 300mg tương ứng là giảm 2,7 ml mỗi phút. Tương tự sự cải thiện trên thận, nhóm bệnh nhân được chuyển đổi sang sử dụng TAP 25mg cũng cho thấy những cải thiện mật độ xương. Sau 48 tuần điều trị, mật độ xương BMD ở xương cột sống và xương hông ở nhóm chuyển đổi sang TAP tăng lần lượt 1,7% và 0,7%, trong khi ở nhóm tiếp tục duy trì với TDF 300mg tương ứng là giảm 0,1% và 0,5%. Với hiệu quả và an toàn được chứng minh thuyết phục, tenofovir alafenamide TAP 25mg đã nhanh chóng được khuyến cáo là sản phẩm ưu tiên lựa chọn hàng đầu trong các hướng dẫn điều trị viêm gan B mạn như hướng dẫn của Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh gan Châu Âu EASL năm 2017, hướng dẫn của Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh gan Hoa Kỳ AASLD năm 2018 và mới đây nhất là hướng dẫn của Bộ Y tế Việt Nam năm 2019. Trong hơn một thập kỷ vừa qua, Acha Pharma, một công ty thành viên của RV Group, luôn là nhà tiên phong trong lĩnh vực cung cấp các thuốc điều trị viêm gan siêu vi B tại Việt Nam.
Ajafatma liên tục là đơn vị đầu tiên cung cấp những sản phẩm dược phẩm điều trị mới nhất với chất lượng cao được chứng minh tương đương sinh học cho bệnh nhân Việt Nam với sứ mệnh vì một Việt Nam không viêm gan siêu bì. Tiếp tục với truyền thống và sứ mệnh đó, chúng tôi vinh dự được tiếp tục đồng hành cùng các chuyên gia y tế và người dân Việt Nam với thuốc điều trị viêm gan siêu bì mạng mới nhất Tenofovir Alafenamide TAP 25mg với tên gọi TAPSEP. Sản phẩm được duy quyền công nghệ và cấp phép sản xuất từ UDS, công ty công nghệ sinh học hàng đầu thế giới từ Hoa Kỳ. TAPSEP với hoạt chất Tenofovir Alafenamide 25mg là sự lựa chọn đầu tay cho viêm gan siêu bì mạng được chứng minh lâm sàng với hiệu quả kháng virus mạnh mẽ tương đương với TDF 300mg, an toàn hơn trên thận và xương, đặc biệt cho những bệnh nhân chuyển đổi thuốc sử dụng từ TDF 300mg sang TAP 25mg. Là thuốc kháng virus điều trị viêm gan B mạng duy nhất không cần điều chỉnh đều trên bệnh nhân suy thận. Vâng, và sau đây chúng ta cùng đến với phần thảo luận. Xin kính mời giáo sư Nguyễn Văn Kính điều phối phần thảo luận. Xin trân trọng kính mời giáo sư. Rất cảm ơn bạn có câu hỏi đầu tiên về cái điều trị mà HBV DNA đã dưới ngưỡng phát hiện và định lượng HBsAg dưới 0,05. Thì về nguyên tắc trước đây đấy, khi chúng ta chưa có một cái xét nghiệm mới thì chúng ta hầu như những trường hợp này phải điều trị suốt đời, và chúng ta chỉ xem xét cho những trường hợp mà có mong muốn mang thai ở những chị em phụ nữ mà đang bị viêm gan B và điều trị. Thì những trường hợp này người ta khuyên là tiếp tục điều trị trong 6 tháng thì bắt đầu ngừng và cho có thai. Tuy nhiên hiện nay thì chúng ta đã có một cái xét nghiệm rất hiện đại, đó là HBCRAg. Nếu như bệnh nhân đã điều trị được kết quả như của em thế này thì nên cho đi xét nghiệm HBCRAg. Nếu như chúng ta thấy rằng cái kết quả của HBCRAg dưới 2,8 log thì những trường hợp đấy có thể tạm ngừng là về theo dõi các cái cơn bùng phát sau này. Và hầu như những trường hợp đấy qua các nghiên cứu mà Phó giáo sư Cường cũng đã nói thì chúng ta thấy rằng cái hiệu quả cũng rất là cao, và chính khi có cái phát triển được cái xét nghiệm này thì người ta tính đếm đến một số trường hợp có thể ngừng điều trị, và chúng ta chỉ theo dõi cứ 6 tháng một lần về cái tải lượng virus mà thôi. Thì trường hợp này theo tôi thì em nên gửi đi làm xét nghiệm HBCRAg, nếu nó dưới 2,8 log thì em có thể ngừng điều trị. Riêng với các trường hợp là trẻ em thì hiện nay cái việc theo dõi để đưa ra cái cách thức điều trị thì nó tùy thuộc không chỉ riêng về cái men gan hoặc là tải lượng virus mà còn phụ thuộc vào lứa tuổi của người bệnh. Trong các cái thuốc thì chỉ có anticafia là được chỉ định cho những trường hợp mà trên 2 tuổi, còn hầu hết các thuốc thì phải trên 12 tuổi người ta mới bắt đầu cho điều trị. Ở đây thì chúng ta không có được cái tiền sử viêm gan ở đứa trẻ này mà chỉ có cái HBsAg dương tính và men gan tăng cấp, đúng không ạ? Thế nhưng quan trọng nhất ở đây là gì? Em không có cái anti HBC IgE dương tính, cho nên là nó lại không nói được là đây là trường hợp viêm cấp hay là đã có từ trước, đúng không ạ? Vì vậy cho nên đây cũng có thể là một trường hợp mà có cái biểu hiện của viêm gan B mãn tính. Thế thì trường hợp này em cần phải đo thêm cho bệnh nhân hai cái xét nghiệm nữa, một là cái tải lượng virus của người bệnh, và hai là em đo cho bệnh nhân cái anti HBe. Nếu như mà có kết quả nó phù hợp với cái điều kiện để chúng ta cho thuốc anticavir thì em nên cho điều trị bệnh nhân này. Vì vậy trên trường hợp này phải cần làm các xét nghiệm thêm. Câu ba là các thầy hỏi em hỏi là chỉ định dự phòng tái hoạt HBV ở bệnh nhân dùng thuốc ức chế miễn dịch. Nếu bệnh nhân chỉ có anti-HBC total dương tính nhưng mà HBsAg âm tính, có nghĩa là bệnh nhân đã từng tiếp xúc và không bị nhiễm gan B, vậy có điều trị dự phòng không? Và lý do tại sao không điều trị? Câu này thì xin mời bác sĩ Cần. Tức là nếu như mà bệnh nhân chỉ có cái anti-HBC total dương tính và HBsAg âm tính thì từng tiếp xúc, và hiện nay theo tôi cái trường hợp này điều trị dự phòng thì em có thể cho làm xét nghiệm HBV DNA. Thế một số những trường hợp HBV DNA vẫn còn dương tính thì chúng ta sẽ phải điều trị, nếu không thì chúng ta không cần điều trị. Nhân viên y tế đã tiêm phòng viêm gan B, không may bị kim của bệnh nhân viêm gan virus B đâm vào, xét nghiệm luôn tại thời điểm thì HBsAg âm tính, định lượng thì anti dưới 10,
ứng xử gì tiếp theo. Thì những trường hợp như thế này, Phó giáo sư Cường cũng đã trình bày rồi, khi mà cái lượng anti-HPS ở những người mà có tiêm phòng vaccine dưới 10 trên quốc tế thì vẫn có nguy cơ bị lây nhiễm. Cho nên trên trường hợp này thì em nên cho bệnh nhân tiêm một liều vaccine viêm gan B nhắc lại. Cường có thể nói thêm về cái này. Vâng, cái xét nghiệm về vai trò ý nghĩa xét nghiệm HBCRAG thì cái này nó là một cái xét nghiệm mới gần đây, khoảng 2-3 năm trở lại đây chúng ta thấy là bắt đầu nói đến nhiều. Nó viết tắt của từ Hepatitis B Core-Related Antigen, tức là nó là cái kháng nguyên mà liên quan đến virus viêm gan B hiện nay, là nó liên quan đến cái kháng nguyên lõi đấy, core mà. Thì nó bao gồm có HBCAG, HBEAG và một cái protein là P22CR. Thế và đây là những cái có ý nghĩa, vai trò và ý nghĩa rất lớn trong cái quá trình mà tiên lượng được cái việc mà chúng ta, một là tiên lượng có dẫn đến ung thư gan hay không, hai là cái tiến triển của gan, thứ ba là quyết định cái vấn đề mà ngừng điều trị các thuốc nicotinoid. Đấy là vai trò ý nghĩa. Chính vì vậy mà cái câu hỏi đầu tiên mà giáo sư Kính vừa mới trả lời đấy, có một bệnh nhân mà khi nào thì các bạn có thể ngừng được, tức là chúng ta phải làm cái xét nghiệm này. Hiện nay là ở các cái labo xét nghiệm trung tâm ở tuyến trung ương, như bệnh viện nhiệt đới trung ương đúng không ạ, rồi bệnh viện Melatech, rồi các một số các bệnh viện Bạch Mai đấy, và cũng đã làm. Thế thì chúng tôi khuyên là trong những một số các trường hợp mà chúng ta thấy là nếu bệnh nhân có thể chi trả được cũng như các bác sĩ tư vấn đầy đủ cho bệnh nhân thì nên làm cái xét nghiệm này trong quá trình theo dõi bệnh nhân. Tôi có thể bổ sung thêm, bởi vì với cái kết quả của các bạn đo HBCRAG đấy, nếu như mà kết quả người ta phòng labo trả lời ra là dưới 2,8 log thì các bạn có thể xem xét, tôi có thể dưới ngưỡng đấy, thì coi như là có thể ngừng cái theo dõi, cái điều trị và theo dõi cứ 6 tháng một lần làm cái HBV DNA. Nhưng mà phần lớn những trường hợp như vậy người ta cho rằng trong cái xu hướng khỏi thì chúng ta có thể ngừng được điều trị chứ không phải là điều trị suốt đời như trước đây nữa. Còn cái điều trị suốt đời bây giờ chúng ta chỉ mà ứng dụng cho những bệnh nhân sơ gan mà thôi, đúng không ạ? Cái thứ hai là nếu như mà HBCRAG trên ngưỡng mà trên 2,8 cho đến 3,9 thì những trường hợp ấy là vẫn có nguy cơ diễn biến thành sơ gan, cho những trường hợp ấy vẫn tiếp tục phải điều trị cho bệnh nhân như bình thường. Còn nếu như mà HBCRAG trên 4 log thì trường hợp ấy có nguy cơ diễn biến thành ung thư gan. Vâng. Cái đấy là cái ý nghĩa của cái kết quả này ra trả lời cho các bạn. Vâng, cũng có thể nói thêm, tức là cái này nó là cái kháng nguyên và nó có liên quan chặt chẽ đến cái nồng độ của cccDNA mà chúng ta biết. Trong để làm được cái xét nghiệm đó thì chúng ta phải làm sinh thiết gan, và sinh thiết gan thì nhiều khi là nó sẽ không lấy được hoặc là không đúng cái vị trí hoặc là đánh giá phản ánh đúng cái tình trạng của cccDNA. Và chính vì vậy cái này thì có liên quan chặt chẽ đến cái đó, thì chúng ta chỉ cần xét nghiệm máu thôi và cũng làm được rồi, thì để phản ánh được cái một cách gián tiếp cái nồng độ cccDNA. Câu 6 là xin các thầy cho ý kiến kinh nghiệm chẩn đoán phân biệt giữa viêm gan siêu vi B cấp và đợt cấp viêm gan siêu vi B mạn. Thì đúng là cái này cũng thường phải đặt ra đối với các bác sĩ lâm sàng. Cái cấp và mạn thì rõ ràng nghe cái tên chúng ta đã biết là cái điều đầu tiên là phải tính đến đó là vấn đề thời gian. Nếu như xác định được một bệnh nhân là đầu tiên người ta đến với chúng ta, đúng không ạ? Và với cái triệu chứng là viêm gan có men gan tăng, vàng da, triệu chứng rầm rộ, thế thì đó là triệu chứng lâm sàng thôi, và sau đó thì chúng ta phải làm xét nghiệm có HBAG dương tính, HBVDNA dương tính cũng như là HBE có thể dương tính, và đặc biệt là IgM anti-HBC phải dương tính. Đấy là một cái chẩn đoán là viêm gan B cấp, và đặc biệt là cái thời gian đấy, thời gian là phải chưa từng xuất hiện vào trong vòng 6 tháng vừa qua. Thế còn đợt cấp viêm gan B mạn thì rõ ràng là người ta đã phải từng bị viêm gan B mạn rồi đã. Đấy, tức là trước đây có tiền sử 6 tháng trước về đó đã từng bị men gan tăng hoặc đã chẩn đoán là nhiễm viêm gan B. Thế và đợt này cũng có xuất hiện cái biểu hiện là men gan tăng, bùng phát men gan tăng. Ví dụ như chúng ta thấy là gần đây là các bệnh nhân mà điều trị kéo dài sau đang dùng thuốc viêm gan B mà vì Covid mà không lĩnh được thuốc, sau đó thì sẽ bùng phát trở lại. Thì đấy chính là đợt cấp của viêm gan B mạn, do vấn đề tuân thủ thuốc không có, thế hoặc là virus tái hoạt động trở lại, thế thì chúng ta phải làm xét nghiệm. Còn đợt cấp viêm gan B mạn thì tôi cho rằng là cái câu hỏi bạn đây thì cái yếu tố quan trọng đó là chúng ta phải hỏi về thời gian. Thế còn nếu không thì chúng ta sẽ làm các cái xét nghiệm, ví dụ đợt cấp viêm gan B mạn thì nó có HBC IgM IgG
HBE âm tính hoặc dương tính, và HBVDNA tăng cao, và thời gian có thể ví dụ như chúng ta thấy là bệnh nhân đã có biểu hiện của sơ gan rồi đấy chẳng hạn, thì không thể gọi là viêm gan B cấp được. Vâng, xin thầy kính bổ sung nhiều. Vâng, thực chất mà nói thì về biểu hiện lâm sàng thì nếu các bạn quan sát thì có thể thấy giống nhau ở chỗ là bệnh nhân rất mệt rồi cũng có vàng mắt. Tuy nhiên thì có cái trường hợp viêm gan B cấp ấy, người ta sẽ ngoài cái lâm sàng người ta khẳng định bằng làm cái xét nghiệm IgM anti HBC dương tính thì đấy là cấp tính. Thế còn những cái trường hợp mà mãn rồi thì cái anti HBC IgM nó sẽ không có, và những trường hợp đấy thì nó có hai cái loại mà chúng ta gọi là bùng phát virus hoặc là bùng phát viêm gan. Nếu bùng phát virus thì có khi các cái triệu chứng viêm gan cũng nghèo nàn, nhưng mà chúng ta làm tải lượng virus thì nó lại tăng lên cao gấp 10 lần so với lại trước đó cái quy trình chúng ta đang điều trị hoặc là chưa điều trị. Vấn đề thứ hai đây là bùng phát viêm gan thì nó kèm theo, khi đã bùng phát virus rồi thì kèm thêm tăng men gan lên rất cao, bệnh nhân rất mệt mỏi. Còn cái vàng mắt hay không vàng mắt thì liên quan đến cái bilirubin, đúng không ạ? Thế thì những cái trường hợp như vậy chúng ta có thể phân định được, và như vậy để chất chốt cho cái việc này thì chúng ta phải làm cái anti HBC IgM. Một bên thì cấp thì là có dương tính, một bên là đạt cấp thì là nó sẽ âm tính. Câu 7 là xin hỏi tỷ lệ tiến triển biến chứng như ung thư gan hay xơ gan ở người viêm gan B mạn là bao nhiêu ạ? Viêm gan B mạn nhiều khả năng sống khỏe mạnh suốt đời không ạ? Thì chúng ta biết rồi, cái nguy cơ dẫn đến xơ gan và ung thư gan là cái đáng lo ngại nhất ở người viêm gan B mạn. Tuy nhiên thì không phải tất cả viêm gan B mạn đều dẫn đến xơ gan và ung thư gan. Chúng ta biết rồi, nhiễm viêm gan B, nhiễm viêm gan cấp, thế thì 95% là khỏi cơ, mà tỷ lệ 5% là có thể chuyển sang mạn tính. Thế và sau đó thì trong số đó thì cũng khoảng độ 70% là có thể viêm gan B mạn, và còn lại là dẫn đến viêm gan đợt cấp, tức là suy gan. Còn là suy gan thì trong đó có suy gan tối cấp đấy, có thể hôn mê gan, hoặc là có thể dẫn đến ung thư gan hoặc là xơ gan. Ở đây tỷ lệ biến chứng thì chúng tôi cho rằng khoảng 5% ở trong các cái bệnh nhân viêm gan B mạn này mà thôi. Và nhiều trường hợp viêm gan B mạn vẫn sống khỏe mạnh suốt đời. Chúng tôi có những bệnh nhân viêm gan B mạn sống được mấy chục năm rồi, kể cả dẫn đến xơ gan rồi vẫn sống được khoảng 20 năm. Như hiện nay chúng tôi cũng có bệnh nhân sống vẫn khỏe mạnh bình thường. Chính vì để sống khỏe mạnh được suốt đời này thì không phải là không điều trị mà tự nhiên sống được. Rõ ràng hiện nay là có thuốc và điều trị thuốc kháng virus cho bệnh nhân viêm gan B mạn thì nó làm giảm cái quá trình dẫn đến xơ gan. Vì cái tổ chức gan ấy là nó có cái tính chất, nó không như các cái tạng khác như tim, như não đâu, mà nó có khả năng phục hồi. Các cái tế bào gan vẫn có khả năng sinh sản và để nó sẽ cái phần gan tái tạo lại được, thì cái gan lành nó sẽ lấn át được cái tổ chức xơ. Và do về cái chức năng gan thì hiện nó vẫn có thể trở lại bình thường. Chính vì vậy mà khi mà đánh giá cái độ đàn hồi gan bằng fibroscan ấy, có thể những bệnh nhân F3, F4 sau quá trình điều trị thì nó lại quay trở lại được F2, F1 đấy, thì thậm chí là cái gan thì nó cũng không còn biểu hiện xơ nữa. Thế thì đấy là những cái mà tiên lượng rất tốt. Chính vì vậy mà người viêm gan B mạn thì cần phải được theo dõi và điều trị và giám sát chặt chẽ thì tôi cho rằng là vẫn sống khỏe mạnh suốt đời được, không quá lo lắng. Vâng, xin mời thầy kính bổ sung. Có lẽ chỗ này thì tôi chỉ nói thêm một chút là như anh Cường đã nói đấy, thì những cái trường hợp viêm gan cấp ấy thì tới 90% nó sẽ tự khỏi, còn 10% sẽ diễn biến thành viêm gan B mãn tính, tức là vượt quá 6 tháng. Và trong số 10% viêm gan B mãn tính ấy thì cũng sẽ có khoảng một nửa nó sẽ diễn biến theo cái hình thái gọi là viêm gan B mãn tính thể tồn tại, còn lại 5% thì diễn biến gọi là advanced, đấy là viêm gan mãn tính thể tấn công hay là thể tiến triển. Thì trong cái viêm gan B mãn tính thì tồn tại, trước đây người ta chỉ có làm sinh thiết gan và người ta chỉ thấy xuất hiện các tế bào viêm ở qua cái bào để cái tĩnh mạch gan, các cái mạch gan thôi, còn không có sự sơ hóa và sclerosis ở các cái bè rơ mác, đúng không? Còn những trường hợp mà diễn biến thành viêm gan B mãn tính thể tấn công hay là tiến triển đấy thì nó sẽ xuất hiện những cái giải sơ và cái hình ảnh đọc trên vi thể thì người ta thấy là một ít gọi là về hình ảnh mới gặp, đúng là piecemeal necrosis, hoặc là hình sơ hình cầu nối, tức là bridging necrosis, gọi là hình cầu nối. Thì những trường hợp đấy nó sẽ diễn biến thành cái xơ gan tiến triển, và trong cái xơ gan tiến triển như vậy thì nó mới có thể diễn biến thành ung thư gan được. Và vì vậy cho nên trước đây thì người ta đánh giá rất cao cái vai trò của cái sinh thiết gan, nhưng mà gần đây thì
rất nhiều các phương tiện kỹ thuật hỗ trợ cho cái việc là chẩn đoán cái nguy cơ gọi là fibrosis, rồi sau đó đến cirrhosis. Đấy, thì như vậy người ta dùng cái FibroScan hoặc là dùng các chỉ số APRI vân vân để chúng ta đánh giá một cách gián tiếp thôi, không cần phải chọc vào đấy nữa, vì nhiều khi chọc mà không trúng cái vùng sơ cũng chưa chắc đã tìm được cái gì. Và cái này làm tổng thể cái echo như thế thì chúng ta có thể phân biệt được từ F0 cho đến F4. Và những trường hợp F3, F4 như vậy thì chúng ta gọi là F3 thì bắt đầu sclerosis và F4 thì là cirrhosis, đúng không? À, thì lúc đấy là sơ thật sự, đúng không? Thì sơ hóa. Thì những cái trường hợp như vậy nếu mà được điều trị thì rõ ràng nó sẽ giảm bớt được cái tải lượng virus ở cơ thể con người đó. Và thứ hai nó cũng làm chậm lại sự tiến triển. À, như anh Cường đã nói đấy, nhiều khi là đang thấy F3, F4 nhưng mà mình điều trị tốt thì cái tế bào gan nó tái tạo lại thì cái mật độ sơ nó sẽ giảm đi và có thể nó lại quay trở lại F2 được. Đấy, thì những người đấy thì chúng ta biết rằng theo cái lịch sử tự nhiên của diễn biến viêm gan B thì trong vòng độ 30 đến 40 năm cơ mà. Đấy, thì thành thử ra là nếu như nó 40 tuổi ông mới mắc thì ông đến 80 tuổi. Đấy, cái chuyện đấy mình gọi là khỏe mạnh suốt đời thì không hẳn, nhưng mà những người đấy thì khi phát hiện ra có viêm gan B mãn tính thì chúng ta điều trị thì cái hiệu quả điều trị rất là tốt. Thậm chí bây giờ nếu chưa có cái diễn biến thành cái fibrosis là sơ hóa thì điều trị ngay từ F1, F2 thì bệnh nhân cũng đã thể giữ nguyên được cái tình trạng ấy và sống được như người bình thường. Đúng không? Thì cái đấy chúng ta chính vì vậy nên cần thiết phải tăng cường cái tiếp cận để chẩn đoán và điều trị viêm gan B. Hiện nay thì cả Bạch Mai và Nhiệt đới với Trung ương đều đã làm được HBCRAC, và tôi biết rằng một số các bệnh viện tư nhân chẳng hạn như VMAX, thế rồi Medtech và trung tâm Medic cũng có đã đặt được cái máy này rồi. Hiện nay thì chỉ có cái công ty Fuji Duo nó đã phát triển được cái sản phẩm này, và giá thì trong khoảng độ 600 đến 700 nghìn, thì cũng không phải là đắt lắm, chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Trường hợp uống TDS trong 7 năm liên tiếp thì liệu có thể giảm nồng độ HBV và làm cho HBsAg về âm tính hay không? Thì phải nói rằng có thể, là bởi vì bạn đã điều trị 7 năm rồi, và bây giờ thì cái đo nồng độ HBV thì trong quy định của Bộ Y tế là bạn cứ 6 tháng phải đo cái HBV DNA một lần, tức là đo tải lượng virus. Đấy, thì bạn sẽ theo dõi được và nó giảm hay không thì bạn sẽ có cái kết quả để chính xác. Và hiện nay thì với cô bác thì cái dưới ngưỡng của nó rất là thấp, làm cho giảm cái gì hiệu quả của TDF rất là tốt, và đến bây giờ thì TDF cũng chưa bị kháng. Thì có điều là TDF thì nó lại có tác dụng phụ với lại xương và thận. Thành thử ra gần đây thì các công ty người ta chuyển sang cái TAF thì tác dụng tốt hơn, nó nhằm thẳng vào cái tế bào đích là cái tế bào gan bị viêm ấy, và nó không tác động đến cái thận và cái xương, cho nên là hiệu quả tốt hơn. Nhưng mà rất tiếc là cái TAF hiện nay là cũng còn đang làm việc với bảo hiểm để làm sao có thể chi trả giống như TDF hoặc là anticavir. Đấy, thì những cái bệnh nhân được tiếp cận điều trị sẽ tốt hơn. Thế còn đã làm cho HBsAg âm tính thì có thể là nếu như mà tải lượng virus xuống và có đáp ứng được cái miễn dịch, tức là trong cái quá trình lịch sử tự nhiên phát triển ấy, từ dung lạc cho đến khi mà giai đoạn loại trừ được rồi, thì chúng ta thấy xuất hiện là gì, anti HBsAg dương tính, có nghĩa là có kháng thể, thì bệnh nhân sẽ đảo ngược cái thanh ấy và có xu hướng khỏi. Trước đây chúng ta chỉ dựa vào đấy thôi, còn bây giờ nó có thêm cái HBCRAG em đo mà dưới ngưỡng và dưới không phải dưới 2,8 log thì coi như trường hợp nó ổn và coi như khỏi. À, xin nhắc thêm là cái TDF ấy, thì trong 7 năm thì nếu mà điều trị liên tục thì nó là tải lượng virus, mà HBV, nồng độ HBV thì nó sẽ bị tác động trực tiếp bởi thuốc, cho nên là có thể trường hợp chỉ sau 6 tháng 1 năm là tải lượng virus đã mất đi rồi. Nhưng mà cũng xin nhắc là HBsAg mà mất được thì có những bệnh nhân điều trị hàng chục năm, cho nên là nó sẽ mất rất chậm hơn so với HBV. Thế cho nên là để mà cái tỷ lệ mà HBsAg về âm tính được thì chắc rất là lâu, có như mà cái tỷ lệ chúng ta nghe nói là chỉ có khoảng 1% thôi. Thế hoặc là những cái trường hợp đó mà mất đi được xong rồi lại xuất hiện được kháng thể anti HBs sau khi tiêm vaccine, đúng không ạ, thì sẽ là một trường hợp lý tưởng. Đấy là cái mục tiêu tối thượng mà chúng ta có thể đạt tới, nhưng mà những cái trường hợp này rất ít. Cho nên nếu mà trường hợp để điều trị 7 năm thì bạn chỉ khuyên là cái nồng độ HBV DNA thì mất được, nhưng mà HBsAg được giảm được thì rất khó. Có những trường hợp hàng chục ngàn sau đó thì giảm đi chỉ còn một vài chục hàng trăm thì nó cũng rất không về âm tính được. Thế như thầy Kính nói đấy, thì có thể làm ấy để quyết định được có việc ngừng điều trị hay không là nên làm HBsAg. Vâng, cái này đúng đấy. Vâng, vâng, thế thì đúng là trước đây ấy, thì điều trị cho cái này xác nhận nhé, viêm gan B ghi chú quan trọng đây, tức là điều trị trước đây là khác biệt. Trước đây bạn nói là điều trị từ tuần thứ 27 và thêm 4 tuần sau khi sinh con, nhưng mà theo hướng dẫn quốc gia mới đấy, quyết định 3310 của năm 2019 mới ra đấy, mà dựa trên những cái nghiên cứu của thế giới gần đây thì người ta
điều trị là sớm hơn, tức là từ tuần thứ 24 đến tuần thứ 28. Thì tuy nhiên thì tuần thứ 24 thì được khuyến cáo là dùng sớm hơn đấy, và dùng đến 12 tuần sau khi sinh chứ không phải 4 tuần. Để cái này tôi cho rằng là xuất phát từ cái việc mà chúng ta thuốc gần đây nó có sẵn có hơn. Thứ hai là cũng cái độc tính ít hơn và cái sử dụng nó sẽ an toàn hơn cho người mẹ. Cho nên là cái việc mà chúng ta dùng là theo đúng hướng dẫn quốc gia mà cái này đã có sẵn đấy, chứ không phải đấy đâu. Vâng, cái này các anh chị có thể tham khảo ở trên hướng dẫn quốc gia trên mạng, nói rất cụ thể về cái vấn đề điều trị cho phụ nữ mang thai. Cái này thì qua các nghiên cứu của các hãng, đặc biệt là của các hãng lớn như là Gillette, sau đó thì các cái hãng khác khi nghiên cứu về các cái thuốc điều trị, thì các cái thuốc điều trị thì nó lệ thuộc vào cái việc là có bị kháng hay không thì tỷ lệ bùng phát sẽ cao hay là thấp. Nếu như trước đây chưa có những cái thuốc như Entecavir rồi Tenofovir, tức là TDF hoặc TAF, thì dùng Lamivudine hoặc Adofovir thì tỷ lệ kháng đã rất là cao. Cho nên là có những nơi là tỷ lệ kháng đã tới gần 70% rồi. Và vì vậy cho nên là nhiều quốc gia hiện nay người ta không khuyến cáo dùng cái Lamivudine hay là Adofovir để điều trị nữa. Đấy, cho nên là vấn đề ở đây là bạn dùng thuốc nào đấy, thì nó sẽ cho được cái tỷ lệ bùng phát nhiều hay là ít, và phụ thuộc vào cái thứ hai là có tuân thủ điều trị hay không. Đấy, thì nếu như những trường hợp mà điều trị bằng TAF hoặc TDF thì liên tục mà được tuân thủ tốt thì tỷ lệ bùng phát gần như rất là thấp. Hiện nay thì các ghi nhận thì mới có chưa đến 0,5%, nghĩa là gần như 99% chúng ta sẽ chữa ổn. Thế còn nếu như dùng những cái thuốc khác cũng trước đây thì tỷ lệ bùng phát sẽ cao hơn. Nó có thể tùy theo cái thuốc bạn dùng và bệnh nhân có tuân thủ điều trị hay không. Em cho lời cái này kết thúc. Vâng, bệnh nhân viêm gan B điều trị thuốc dự phòng sau khi ngừng hóa chất và ngừng điều trị dự phòng và men gan bình thường thì có cần định lượng lại virus không? Tỷ lệ bệnh nhân bùng phát sau khi ngừng điều trị là bao nhiêu? Cái câu hỏi này nó có một phần liên quan đến câu hỏi trước giáo sư Kính vừa trả lời. Tuy nhiên chúng tôi cho rằng là các cái bệnh nhân mà khi ngừng dùng hóa chất ấy, mà điều trị thuốc dự phòng và khi ngừng điều trị dự phòng rồi và men gan cũng về bình thường thì sẽ định lượng lại virus, thì 6 tháng một lần. Nếu có điều kiện thì chúng ta nên định lượng lại virus để xem là cái việc mình ngừng đó nó có đáp ứng hay không. Đấy, vì nếu như mà một số trường hợp mà nó có bùng phát lại virus mà nó không có triệu chứng thì chúng ta cũng không biết được. Cho nên là chúng tôi cũng khuyên là có định lượng lại, như giáo sư Kinh nói là 6 tháng một lần để xem xét nó có bùng phát lại hay không. Cái này như vừa có một cái nghiên cứu vừa nói đấy ạ, là chúng ta đã được đăng trên tạp chí Lancet của gan mật đấy, thì chúng ta thấy là trường hợp bệnh nhân đang dùng TDF mà chuyển sang TAF, thực ra là cũng không có vấn đề gì cần lưu ý, vì chúng ta biết là dùng TDF thì nó có tác dụng phụ và là trên thận và xương, nhưng một số các bệnh nhân thì cũng vì cái hai cái tác dụng phụ đó là nó phải dùng sau lâu dài, tức là tác dụng phụ lâu dài chứ không phải là dùng sau 1-3 tháng đã có suy thận ngay hoặc là có biểu hiện loãng xương hay là đau xương ngay. Và do vậy mà khi mà chúng ta chuyển sang thì có thể là bệnh nhân cũng cảm thấy trước đây dùng TF vẫn bình thường, nhưng mà sau khi phải xét nghiệm thì chúng ta mới biết được. Còn thì lưu ý thì tôi cho rằng là về mặt điều trị thì thuốc đều có cái hàm lượng TDF thì 300, TAF thì 25mg, nhưng mà vì nó nhỏ hơn, nhưng mà uống chúng ta phải lưu ý cái vấn đề tuân thủ thời gian dùng giống nhau, và cũng có liên quan đến, tức là không có phụ thuộc vào bữa ăn, và cũng không có cái lưu ý gì đặc biệt. Tôi cho rằng là nếu mà khi chuyển sang thì dùng TDF như thế nào thì dùng TDF cũng như vậy, vì chúng ta chuyển từ một cái thuốc mà có tác dụng phụ sang một cái thuốc không có tác dụng phụ. Đấy, nếu như mà ngược lại cơ thì chúng ta phải lưu ý đến cái vấn đề tác dụng phụ, đúng không ạ? Thế tôi cho rằng là không có vấn đề gì. Vâng, câu này hỏi đích danh tôi đây. Vâng, em là bác sĩ nam khoa nhiễm bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Em có một số câu hỏi như sau. Thứ nhất là bệnh nhân tự ngưng trị nucleotide quay lại tái khám thì điều trị ngay lại hay chờ kết quả men gan và HBVD đều tăng, hay chỉ cần kết quả một trong hai chỉ số tăng? Theo tôi đã có chỉ định điều trị thì điều trị suốt đời. Nếu điều trị suốt đời hoặc điều trị lâu dài thì phải điều trị lại ngay. Đấy, chứ không cần phải chờ kết quả men gan hay HPV, vì nếu như quay trở lại có điều kiện, đây là tự ngưng chứ không phải là có đáp ứng được tiêu chuẩn điều ngừng điều trị, đúng không ạ? Thế do vậy mà không được có ý kiến bác sĩ mà tự ngưng thì bây giờ yêu cầu là phải uống thuốc lại, theo tôi là như vậy.
và vẫn phải làm các cái kết quả đánh giá lại xem là có về bùng phát về mặt hóa sinh hóa, về miễn dịch và vi sinh hay không. Đấy, tức là vẫn phải làm đo tải lượng virus HPV ở đây và khám lâm sàng rất cẩn thận. Và đặc biệt là các bác sĩ phải tư vấn cho bệnh nhân, hỏi là tại sao bệnh nhân lại ngừng thuốc, vì vấn đề lý do kinh tế hay vấn đề tác dụng phụ hay vấn đề lối sống hoặc thói quen sinh hoạt, thì chúng ta phải tư vấn và tìm cái giải pháp khắc phục. Vì bệnh nhân đã ngừng một lần thì nhiều khả năng là sau này sẽ lại ngừng lần nữa, thế phải tìm cái giải pháp khắc phục. Vâng. Câu tiếp theo, bệnh nhân khởi trị nucleotide nếu không có đáp ứng nguyên phát sau 12 tuần, có tài liệu nói kết hợp liền với một nucleotide khác để tác dụng tốt hơn, vậy có đúng không? Sau bao lâu thì chuyển lại một thuốc? Thế thì nếu như mà không có đáp ứng nguyên phát thì cũng có những nghiên cứu nói rằng là phải kết hợp với một nucleotide khác, ví dụ dùng TEF kết hợp với entecavir thì để có tác dụng tốt hơn. Hoặc là trước đây thì có một số các thuốc ví dụ như là cũng khuyến cáo thì dùng ví dụ tenofovir kết hợp với cả emtricitabine chẳng hạn. Thế nhưng mà thực ra thì như chúng tôi đã nói là cái tỷ lệ kháng thuốc hiện nay đối với các thuốc nucleotide hiện nay là rất là thấp, vì cái hàng rào kháng thuốc rất là cao. Đấy, cho nên các nghiên cứu chỉ ra sau 5 năm mà đối với cả ba thứ thuốc TAF, TDF hoặc là entecavir thì hầu như là tỷ lệ kháng thuốc bằng không. Đấy. Do vậy mà theo tôi nếu như mà nếu không đáp ứng sau 12 tuần thì có thể dùng theo dõi thêm. Có những trường hợp có thể tới 24 tuần mới có tác dụng. Và nếu như mà bệnh nhân cũng không có triệu chứng mà không có nguy cơ gì thì có thể vẫn tiếp tục theo dõi thêm. Không thể kính. À. Dạ. Vấn đề quan trọng nhất là bạn khởi trị cái thuốc đầu tiên dùng cho bệnh nhân là cái gì? Là lamivudine hay alofovir hay là tenofovir thì nó sẽ khác nhau. Hoặc là theo tôi thì cũng phải xem lại cái profile cái kháng thuốc của bệnh nhân trước đó. Ví dụ trong lịch sử bệnh nhân đã từng dùng cái thuốc để chữa dự phòng lây truyền mẹ con hay là dùng để chữa cái bệnh gì đó hay không, hay là tức là đã từng phơi nhiễm với cái thuốc này rồi thì cái khả năng nó đáp ứng với cái thuốc đó thì nó cũng sẽ giảm đi. Vâng. Cái này thì TAF 25mg được chỉ định cho một đứa có thai hay không thì như tôi đã trình bày đấy ạ, là cái thuốc này thì hiện nay là trên nghiên cứu là chưa có cái bằng chứng nghiên cứu nói rằng phụ nữ có thai có an toàn hay không. Thế cho nên là trong khuyến cáo kể cả trong trên của các hiệp hội châu Âu, châu Mỹ thì đều nói rằng là chưa có cái bằng chứng được khuyến cáo dùng TAF cho phụ nữ có thai và vẫn phải dùng là tenofovir, tức là TDF cho phụ nữ có thai. Thì nếu như đang dùng TF rồi thì phải chuyển sang cái TDF. Hỏi tôi nhiều kinh nghiệm, cái này hỏi kinh nghiệm của phó sư đối TDF entecavir. Chúng tôi được biết là theo khuyến cáo, cái này tôi với thầy Kính cũng đã đi dự nhiều hội nghị ở quốc tế, xong về cũng nói là không hiểu tại sao ở Việt Nam lại dùng TDF kết hợp entecavir để điều trị một số các thuốc, nói là để điều trị trong trường hợp thất bại hoặc là kháng thuốc. Nhưng tôi cho rằng là cái việc mà kháng thuốc phải định nghĩa lại rất là kỹ. Nếu như bệnh nhân ngừng thì virus bùng thuốc, tức là ngừng thuốc thì virus bùng phát trở lại thì lúc đó không phải gọi là kháng thuốc. Xong rồi vì thấy virus bùng phát trở lại và đề nghị là dùng thuốc kết hợp TDF hoặc là FTC đấy, chính là emtricitabine, thì cho rằng là kháng thuốc. Nhưng mà thực sự thì đây nó cái phác đồ TDF cộng với cả emtricitabine nó không được khuyến cáo, kể cả hướng dẫn của thế giới cũng như hướng dẫn của quốc gia. Cho nên là tôi thì tôi không có kinh nghiệm gì đối với điều trị cái này, mặc dù nhiều người nói rằng là nếu mà kháng thuốc thì dùng cái này thì tôi cho rằng là chúng ta cần phải làm theo đúng hướng dẫn quốc gia. Tôi bổ sung thêm là do trước đây chúng ta chưa có những cái thuốc mới, cho nên là trong cái hướng dẫn của quốc gia cũng như là trong bảo hiểm y tế chi trả thì chúng ta hay phối hợp lamivudine hoặc là alofovir. Nhưng mà sau khi thấy tỷ lệ kháng rất cao thì hướng dẫn quốc gia năm 2019 đã loại bỏ những cái thuốc này ra khỏi phác đồ điều trị rồi. Còn nếu bạn đang dùng TDF hoặc là TAF, nhưng mà TAF bây giờ phụ nữ có thai thì bạn phải xem xét để chuyển đổi thôi. Thế còn các cái phác đồ để mà hướng tới cái phối hợp ấy thì một là người ta xem có cái thất bại điều trị hay không. Đấy. Và nếu mà thất bại điều trị thì một là không đáp ứng với cái virus ban đầu khi mà tải lượng nó chỉ giảm dưới 10 lần sau 12 tuần điều trị. Đấy. Và nếu mà chúng ta dùng với này TAF và entecavir đấy hoặc là đáp ứng với một phần thôi, nó giảm trên 10 lần. Thế còn cái loại mà không đáp ứng tí nào ấy, tức là thất bại hoàn toàn ấy, thì tải lượng virus tăng trên 10 lần so với lúc ban đầu chị cơ, thì những cái trường hợp ấy người ta có thể khuyến cáo sử dụng TDF với này entecavir hoặc là TAF với entecavir, thì những trường hợp như vậy. Chứ còn amitriptyline thì cái thuốc không, để phối hợp điều trị dự phòng lây nhiễm HIV thôi, chứ người ta không dùng cho viêm gan. Riêng về cái tỷ lệ số bệnh nhân điều trị kháng virus mà có chuyển đổi từ HBsAg dương tính sang HBsAg âm tính ấy, thì tôi phải nói rằng hiện nay
cái mà thế giới đang nhắm tới đó là cái vai trò của TIF. Thế còn trước đây thì Antecavir hoặc là thậm chí là Tenofovir thì cũng đã có rất là tốt rồi. Và vấn đề chuyển đổi từ HBsAg dương tính sang âm tính, tức là đảo ngược huyết thanh ấy, thì là rất là chậm so với lại cái tải lượng virus, vì nó tải lượng virus có thể giảm đi rồi nhưng mà cái HBsAg này nó vẫn có thể tiếp tục dương tính, là bởi vì cái phần của virus nó tích hợp trong gen tế bào gan của chúng ta đấy, mà nó chúng ta gọi là ccDNA đấy, thì nó vẫn còn tồn tại. Cho nên hiện nay thì người ta phải lấy thêm một cái test nữa, đó là đo HBCRAg. Thì nếu như nó dưới ngưỡng phát hiện 2,8 log đấy, thì những trường hợp như vậy thì nó sẽ dần HBsAg dương tính sẽ chuyển sang dần sang âm tính. Và cái tỷ lệ ban đầu trước đây khi chưa đo cái này thì người ta cho rằng khoảng 1-2% và trong vòng 10 năm điều trị. Còn bây giờ với những cái test mới này thì chúng ta điều trị TIF trong vòng 18 tháng làm đo lại, và nếu như nó dưới ngưỡng phát hiện và dưới 2,8 log đấy thì những trường hợp với chúng ta hy vọng là người ta cho rằng là sẽ khỏi. Đấy, thì mới có những cái bước đầu nghiên cứu như thế thôi, chứ còn phải theo dõi điều trị lâu hơn nữa, bởi vì cái TIF mới đưa được trong Việt Nam trong một thời gian ở đây thôi. Nói chung không còn khó khăn. Chúng tôi được biết là nếu mà mất đi được HBsAg từ dương tính sang âm tính thì tỷ lệ như mọi người nói khoảng 1%, không biết có các nghiên cứu khác hoặc các thầy cô nào đồng nghiệp có thấy tỷ lệ bao nhiêu, nhưng mà nói chung rất ít. Vâng. Tốt. Nhưng đó HBsAg để tư vấn cho bệnh nhân thôi. Những trường hợp này như thế này, anh nên cho bệnh nhân tư vấn là đi đo cái HBCRAG. Nếu nó giữ cái phát hiện rồi thì phải tư vấn là phải theo dõi cứ 6 tháng một lần để đo. Vâng. Bởi vì mặc dù HBsAg có thể trở về âm tính, HBVDNA có thể không tìm thấy nữa, nhưng cái nguy cơ để diễn biến thành xơ gan hoặc là ung thư gan vẫn còn ở những bệnh nhân này. Cho nên những trường hợp ấy chỉ có làm cái xét nghiệm mà để theo dõi thôi. Thế còn nếu như mà HBCRAG nó đã âm tính dưới ngưỡng rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể ngừng. Vâng. Còn nếu như nó vẫn còn từ 2,8 log thì bệnh nhân vẫn tiếp tục điều trị. Vâng. Coi như điều trị suốt đời. Vâng, nếu mà giải thích ngừng điều trị rồi mà bệnh nhân vẫn lo lắng muốn được duy trì thuốc suốt đời thì cái này cũng cần tư vấn thêm về vấn đề khả năng mình phải chịu đựng một cái tuân thủ thuốc suốt đời. Thứ hai là vì thuốc nếu như mà dùng TIF là cái thuốc mà hiện nay là thuốc mới đấy, mà không có tác dụng phụ thì là rất tốt, nhưng mà nó sẽ liên quan đến vấn đề khả năng tài chính vì thuốc này chưa đưa được vào chương trình bảo hiểm. Vâng, còn nếu mà dùng được thì chắc tôi nghĩ là cũng nên dùng nếu như mà không có cái chỉ định về nếu như là làm xét nghiệm HBCRAG, đúng không ạ? Trong cái bối cảnh này đấy, nếu như em không làm được DNA mà em làm siêu âm gan và tốt nhất là fibroscan, mà nếu có biểu hiện của fibrosis hoặc là siro thì em chữa luôn, đúng không ạ? Và nếu không thì về nguyên tắc theo cái tiêu chuẩn để điều trị ấy thì là mặc dù bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng hay không triệu chứng lâm sàng bùng phát của virus hay là nó diễn biến ngày càng nặng lên của cái xơ gan tiến triển, thì những trường hợp ấy em vẫn bắt buộc phải có mấy cái xét nghiệm, một là HBsAg, hai là HBeAg và ba là HBVDNA trên 10 mũ 4 hoặc trên 10 mũ 5. Tùy theo ở đây thì là HBeAg dương tính thì phải là trên 10 mũ 5, đúng không? Thế còn nếu như em không có làm được cái DNA này thì bắt buộc em phải làm siêu âm. Thì siêu âm tốt nhất thì có thể làm là fibroscan, mà không thì em làm siêu âm thường. Nếu có cái biểu hiện của sơ thì em điều trị luôn. Khám lâm sàng xem các cái triệu chứng của bệnh gan mãn tính, hoặc là ví dụ như thấy có sao mạch hay là albumin máu giảm, các ví dụ thế. Hoặc là yếu tố gia đình, đúng không ạ? Có người nào bị viêm gan trong gia đình, ung thư gan hay gì đó, là các cái tiêu chuẩn điều trị một cái đợt viêm gan nguy cấp ấy thì cậu đã có rồi, có thể tham khảo thêm. Vâng. Thưa tất cả các anh chị em đồng nghiệp, rất cảm ơn công ty Astra đã phối hợp cùng với lại Hội Truyền nhiễm Việt Nam có cái buổi trao đổi cũng rất là hữu ích giữa các cái chuyên gia với lại các thầy thuốc lâm sàng ở khắp cả nước của chúng ta. Và chúng tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ có nhiều cái buổi như thế này để kết hợp giữa công ty với lại Hội Truyền nhiễm và các chuyên gia để cung cấp ngày càng nhiều thêm, để chúng ta biết rằng những cái thông tin về điều trị viêm gan B, viêm gan C được thay đổi từng ngày. Và các thuốc bây giờ cũng đang tập trung vào để giải quyết vấn đề của y tế công cộng này. Và người ta hy vọng là nếu có những cái thuốc mới có hiệu quả thật sự, ví dụ như viêm gan C thì chúng ta có DA chữa khỏi trong 12 tuần. Thế thì tại sao viêm B thì nó cũng phải có những cơ chế chúng ta đang nghiên cứu rất kỹ rồi, để làm sao có thể dùng được những cái thuốc mới mà giúp cho cái số lượng rất là đông đảo bệnh nhân, để chúng ta giảm bớt được cái nguy cơ diễn biến thành xơ gan và ung thư gan. Và rất hân hạnh được gặp tất cả các anh chị trên dòng Web Bách ngày hôm nay. Xin chúc tất cả mọi người sức khỏe, bình an và chúng ta điều trị ngày càng có hiệu quả cho bệnh nhân. Chúc cho sự phối hợp hợp tác giữa các cái công ty với Hội Truyền nhiễm, đặc biệt là Astra, ngày càng tốt đẹp hơn. Xin trân trọng cảm ơn, và chúng tôi kết thúc buổi trao đổi ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn, phó giáo sư Cường.